Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho Tôn Đức và kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 22. Lần này mình tu lời thêm được một ngày. Nghe cho nó oai. Thưa đại chúng, sáng nay thì theo chương trình Pháp Hòa phải về lại trên Trúc Lâm để làm lễ trên đó cho những gia đình cúng thất, có pháp thoại cũng như là tiếp các Phật tử ở xa đến thăm. Theo chương trình thì ngày hôm nay mình sẽ gặp nhiều Phật tử ở xa, có thể tối nay các vị cũng đến. Theo và biết là tối nay có một phái đoàn 35 người đến từ Maryland. Mục đích chỉ đến đây thăm mình vậy thôi, ở đây cho tới thứ hai luôn. Rồi một phái đoàn ở Calgary, chắc chiều sáng mai quý vị tới. Thì hôm nay theo chương trình thì đây là buổi pháp thoại cuối của khóa tu này. Thì Pháp Hòa xin phép đại chúng ra đây để thăm đại chúng trước khi chúng ta kết thúc khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Bữa nay ăn cơm có ngon không? Thưa đại chúng, thật ra thì hôm nay không phải là một buổi pháp thoại. Cũng như vậy, Pháp Hòa ra để thăm và sinh hoạt. Và nếu đại chúng có những cái gì thắc mắc trong cái sự tu tập của mình, trong những ngày mình ở đây, có những cái gì mà mình thắc mắc xoay quanh trong phạm vi tu tập, và khi mình trở về nhà mình sẽ tu tập như thế nào. Thưa đại chúng, kinh đó, đạo Phật mình đó, là tất cả đệ tử Phật có bảy chúng. Đệ tử Phật có bảy chúng. Thứ nhất là các vị cư sĩ nam, các vị cư sĩ nữ. Thì cư sĩ nam là U Bà Tắc, cư sĩ nữ là U Bà Di. Thì đúng ra cái chữ U Bà Tắc, U Bà Di á, mình dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Ngay nơi đó là mình đã thấy bổn phận của mình rồi. Tại vì nếu mình gọi là cư sĩ nữ, cư sĩ nam thôi á, thì như là một người giống như mình gọi tiếng bình thường là người tại gia nữ, người tại gia nam. Nhưng mà trong Phật Pháp á, thì chúng ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Vậy thì chữ cận sự này nó nói lên cái gì? Nếu nghĩa chữ cận là gần, chữ sự là phụng sự. Một người nam thân cận tam bảo, phụng sự tam bảo. Một người nữ gần gũi tam bảo và phụng sự cho tam bảo. Như vậy rõ ràng trong cái tinh thần của Phật học, tinh thần tu tập, chúng ta không phải chỉ trở thành một người thân cận hay chỉ là một tín đồ, mà nó đời sống của chúng ta phải thể hiện được sự thân cận. Vì nghĩa của chữ thân cận là gì? Thân là nghe theo, cận là làm theo. Tại vì người ta hiểu nghĩa thường thân cận là sống gần kêu thân cận. Nhưng định nghĩa của nó sâu hơn, ở gần là thân, nhưng mà phải làm theo những gì Phật dạy, thầy dạy mới gọi là cận. Ví dụ vị đó gần thầy, mình kêu thân cận với thầy. Nhưng mà nếu người đó không làm những gì thầy nói hết, thầy dạy nhiêu thì cũng gật gù dạ dạ, chứ đứng dậy là không làm gì, sau lưng là làm ngược lại hết, thì người đó chỉ được cái chữ đầu thôi, đó là thân thôi, là đó gần vậy thôi. Thầy đi đâu mình đi đó, thầy làm gì mình có mặt vậy thôi, nhưng mà mình không làm những gì mà thầy nhắc nhở.
Như vậy thì không khéo chúng ta cũng chỉ thân với Phật mà không có cận Phật. Thì đó là bổn phận. Bổn phận của một người tại gia là gần gũi Tam Bảo và thực hành theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc đời này không có cái gì mà nó không cần phải sự rèn luyện, trau chuốt, chùi mài để nó có thể tốt được. Cái bàn, một khúc gỗ muốn láng thì khúc gỗ đó cũng phải được đánh bóng, bào nó đi, rồi làm cho nó thẳng thấp. Một cái nhà muốn sạch cũng phải lau. Một cái chén muốn sạch cũng phải rửa. Bất cứ một cái gì vật chất chúng ta muốn sạch sẽ phải có một thái độ gì với nó để nó có thể sạch sẽ được. Thì thân tâm mình cũng vậy thôi. Nếu mỗi ngày mình không làm gì với thân tâm này hết thì hư đốn, dở xấu nó vẫn cứ y như vậy mà nó không thay đổi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng sẽ gặp có những người ở trong đạo lâu năm nhưng mà chạm tới thì không có gì mới mẻ hết. Và thậm chí chính cái không chùi rửa đó để lâu ngày thì nó làm sao? Nó càng dơ hơn, nó càng úng thối hơn, nó càng xấu hơn. Cái đó là một sự thật. Thí dụ một cái hoa này, mình chỉ trồng nó, mình để yên nó như vậy thì thế nào nó cũng héo, nó hư. Cái nồi thức ăn của mình, nếu mình không xử lý nó bằng cách cất tủ lạnh hay là ăn cho hết đi, mình để thì bắt đầu nó thiêu lên, thì nó bắt đầu nó có mùi và biến chất, thức ăn biến chất. Từ một cái thức ăn ngon lành nó thành ra đổ nhớt, nó biến chất là biến mùi. Thì chúng sanh mình cũng vậy thôi. Hằng ngày mình không có làm một cái gì để xử lý những cái căn bản phiền não đó thì chính mình sẽ biến chất. Và biến chất có đôi khi nó ở một dáng như vậy. Thì Đức Phật có dạy trong một bài kinh, có những loại trái cây ở bên ngoài nhìn thì xanh mà ở trong thì nó chín. Có những loại trái cây ở ngoài nhìn thì chín mà ở trong thì sống. Có những loại trái cây trong sống, ngoài cũng sống. Và có những loại trái cây trong chín, ngoài chín. Phật thì mình nghe bài kinh đó xong thì mình lâu lâu mình nhìn lại mình coi mình thuộc trái cây nào. Trái cây là trong thì sống, ngoài thì mình là ngoài thì chín trong sống, hay là trong sống ngoài cũng sống, tùy theo cái thật tâm tư duy quán chiếu của mình. Cho nên những ngày qua đại chúng về đây nói là mình tập tu gieo duyên, nhưng mà thật sự đại chúng rất cần chánh niệm để mình đặt cái sự gieo duyên của mình mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi sự, mỗi việc đúng mức thì chưa đủ. Đúng mức thì chưa đủ. Nếu mình thật tâm mình hạ thủ công phu, từ cái tướng đi, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái xếp áo, từ cái việc làm của mình, mình làm sao mình thể hiện bằng cái hình tướng của người xuất gia. Và nếu như trong 10 ngày mình tâm niệm mình đang là người xuất gia thì mỗi bước, mỗi việc của mình nó sẽ không đến nỗi thô tháo hay là mất chánh niệm. Cho nên ở đây mình đến với đạo tràng giống như là mình có mặt cho đại chúng, mình huân tu một phần cho mình, nhưng về nhà cái sự nỗ lực của mình cũng cần lắm để nó nuôi dưỡng. Những gì mình ở đây giống như mình thu nhặt vậy đó, mình lấy cái tinh yếu, mình lấy mình lấy cái đề mục, rồi mình về nhà mình làm bài tập, mình chi tiết thêm, tại vì ở nhà mình có thời gian nhiều hơn.
Ví dụ bây giờ bắt đầu mỗi khi mình ăn cơm, mình sẽ không còn ăn cơm với lại cái tivi nữa, mình sẽ không còn ăn cơm với cái điện thoại nữa, mà mình bắt đầu bới cơm ra mình ăn trong chánh niệm. Không nhất thiết phải mặc áo tràng nếu mình ăn mặn bình thường, cứ ăn cơm bình thường. Nhưng mà cái bữa ăn đó, trước khi ăn mình biết gửi lòng từ bi, cảm ơn vạn loài vạn vật đã cho mình có được bữa ăn. Hay là quý vị đọc năm quán nguyện mà mình học mấy ngày nay ở trong quá đường đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Mình đọc cái đó trước khi mình ăn, thì như vậy mình cũng đã gieo duyên một phần rồi. Và bây giờ bắt đầu cái bữa ăn của mình sẽ có chánh niệm hơn. Rồi định cho mình một thời khóa, đây là cơ bản nha. Định cho mình một thời khóa, mỗi ngày ít nhất phải có một thời ngồi thiền tụng kinh. Không sáng thì chiều, ai giỏi thì hai thời, ai bận rộn quá thì một thời. Thí dụ 10 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh, hay là 15 phút ngồi thiền, 10 phút đọc kinh. Không có nhiều thì trong vòng 30 phút mình chia ra 30 phút đó, 20 phút ngồi thiền, 10 phút tụng kinh, hoặc 15 phút ngồi thiền, 15 phút đọc kinh. Để chi? Cái đó nó giữ lửa tinh tấn, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình. Và đồng thời á, mình nói trời ơi, có một ngày có nửa tiếng mà tu cái gì, vỡ tiếng mà không tu á, đợi tới có 2 tiếng mà tu thì không chắc không có nữa. Nửa tiếng không có làm gì, nó thôi đợi đi, sau này về hưu rồi tu. Biết mình có cơ hội đó không? Hay là khi về hưu rồi thì mình thấy mình rảnh quá thì mình lại có việc khác, phải không? Cho nên quan trọng là mình phải hạ thủ công phu. Cái từ đó, từ trong nhà Phật, hạ thủ là gì? Buông tay mình xuống. Buông tay xuống để làm gì? Để đặt mình vào cái việc công phu tu tập. Cho nên nên tập cho mình có một thời khóa, có một cái thời khóa nhất định. Thí dụ thôi, vì bệnh duyên, vì đi làm, về trễ, mình không thể tụng kinh đúng cái giờ mình quy định được. Tại mình quy định là 7 giờ tối, nhưng mà tuần lễ này mình làm trễ hơn, thì về mình có thể tụng kinh trễ hơn. Mình trễ không phải vì lười biếng, mình trễ vì công việc. Nó không có khác, nó có cái lý do nó trễ, và mình vẫn giữ sự tinh tấn của mình ở một giờ khác thôi, chứ không lấy lý do là lý do khác. Hai cái nó khác à, một cái lười dạng cái do thời gian, do sức khỏe mình nó khác. Đó là Pháp Hòa nhắc đại chúng như vậy. Dù quý vị về nhà không có đắp y, nhưng mà cái áo mình đang mặc nó cũng là áo giới đó, y đó. Cái y của mình đó, mà y này là y năm giới, y năm giới đó. Tại vì cái áo của mình ở trước nó có 2 vạt, ở sau có 2 vạt là 4, ở bên trong có 1 vạt nữa là 5. Thì 5 cái vạt đó là tượng trưng cho 5 giới mà người cư sĩ hàng ngày mình thực tập. Thì Pháp Hòa xin nhắc sơ như vậy. Thì giờ phút này đây chúng ta có được khoảng 40 phút để mình trả lời câu hỏi, nếu đại chúng có những gì thắc mắc trong phạm vi tu tập của mình. Người cha có tinh thần, sau đó về nhà giết mẹ con để đi theo thánh từ, nhưng vì lý do nào đó đứa con vẫn sống sót được và không chấp nhận người cha mình. Như vậy thì theo Phật pháp thì suy nghĩ như thế nào? Tùy theo gia đình nhìn Phật giáo như thế nào. Tại vì xưa nay á, dù bất cứ ai học Phật pháp, có nghĩa là mình học cái cách sống chánh niệm, học cách sống có tỉnh thức, sống giảm làm khổ đau cho người,
sống là chế tác hạnh phúc, sống tích cực. Nếu ai đó nhìn Phật giáo như một tôn giáo đức tin thì người ta khó chấp nhận lắm, tại vì đạo mọi người ta có cái ranh giới giữa đạo này với đạo kia. Thành thử ra nếu mà người con khéo léo một chút, không nhất thiết là mình công khai, mình chính thức, mình nói mình theo Phật gì cả, nhưng mà thật sự trong đời sống một người công giáo vẫn có thể thực tập những điều Phật pháp. Bằng chứng là Pháp Hòa đã gặp rất nhiều vị, các vị vẫn giữ đạo Chúa nhưng mà hàng ngày vẫn nghe pháp và thực tập những gì mà Pháp Hòa hay là các thầy chia sẻ. Tại vì quan trọng là mình nên tiếp nhận Phật pháp như một giáo pháp tu tập, như một giáo pháp, một con đường để chuyển hóa, để tu tập, chứ không phải chỉ thuần ở cái mặt đức tin. Cũng giống như thức ăn vậy đó. Thức ăn thì không có phân biệt đạo nào mới được ăn, mà hãy nói là ngon thì ai cũng có quyền được hưởng. Thì Phật pháp nó cũng giống như thức ăn vậy thôi, ai cũng có quyền được hưởng món ăn đó. Chánh niệm, thí dụ Pháp Hòa nói năm giới nè, bây giờ mình nói năm giới thôi. Ý thức được khổ đau không sát hại, ý thức được sự bất công không trộm cắp, ý thức bổn phận của mình cho nên nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm, ý thức được lời nói có chánh niệm đưa đến hạnh phúc cho nên người phát nguyện không nói những điều làm gây khổ đau cho người khác qua lời nói của mình, và thực tập hạnh lắng nghe, ý thức được thân thể này ông bà tổ tiên trao truyền cho nên mình không có tổn hại cái thân mình bằng rượu, bằng các chất độc tố. Như vậy mình đọc ra năm cái điều này nghe giống như năm giới của đạo Phật, nhưng mà thật sự ra nó đâu liên quan gì đến bất kỳ một tôn giáo nào. Mà tất cả con người nào có mặt trên thế gian này, muốn tự thân mình có được một đạo đức tốt, muốn gia đình mình được một cái hạnh phúc, xã hội mình có được sự bình an, thì đây là năm cái điều cần nên thực tập. Như vậy thì nó giống như một món ăn, mà không phải đạo Phật mới cần hạnh phúc mà đạo Chúa thì không. Hay nói ngược lại là đạo Chúa mới cần hạnh phúc, đạo Phật thì không. Tại vì chúng ta kẹt ở cái chữ đạo, chúng ta kẹt ở cái chữ đó đó. Đạo là một tôn giáo, là một đức tin, đúng. Nhưng mà Phật giáo nó rộng hơn cái đó nữa. Nó không có hạn hẹp ở đó. Là Phật giáo nghĩa là con đường tu tập, chánh niệm, sáng suốt, thí dụ vậy. Thành thử ra mình, nếu mình kẹt ở cái đó thì mình bắt đầu ranh giới. Ví dụ này, khóa tu này chỉ dành riêng cho người Việt Nam, chứ người nước ngoài cũng không dự được. Hay là đạo tràng này chỉ dành riêng, là mình có ranh giới. Còn mình nói là khóa tu dành cho tất cả những ai mà có lòng muốn tu, thì trong đạo tràng đây đang có những vị đạo Chúa trong ngay trong khóa tu này. Và có những người, các vị đó, có những vị tới đây gia đình gốc Chúa nhưng mà không có vô nhiều khóa tu, mà phục vụ mình ở ngoài, phục vụ mình ở ngoài ngày đêm ở ngoài, tại quý vị không biết thôi. Nhưng mà các vị đó đâu cần nói gì đâu, mà các vị đến đây với cái tâm gì? Tâm phụng sự. Tôi đến đây vì cái tâm phụng sự, cái gì lành thiện tốt đời đẹp đạo mọi người tôi làm, vượt được cái đó thì mình sẽ sống rất là thoải mái. Cho nên á, Pháp Hòa có một ông cảnh sát đệ tử, ông gia đình cũng gốc Chúa, thì khi mà ông đến đây ông tu tập á, thì gia đình không có chịu. Mà ông có làm gì đâu, chỉ mỗi thứ sáu ông lên ngồi thiền thôi. Ngồi thiền rồi nghe Phật pháp, rồi về nhà bắt đầu sống, rồi bắt đầu nói những cái điều mà gia đình thấy nó không có giống với ổng như ngày thường. Bây giờ chỗ nào nó vui được thì mình phải hạnh phúc cho nó chứ. Cho nên hai ông bà đi tìm tới đây, rồi đi ra, khi đi về nói hèn chi. Thì đó là cái câu chuyện của cái vị cảnh sát đó. Anh Pháp Huy với Pháp Hòa, Pháp Hòa cho pháp danh là Chánh Thiện.
Rồi của một gia đình khác cũng y như vậy, tất cả đều là người ngoại quốc. Thì ông này trong một cái tai nạn xe, cả nhà mất hết, vợ con chết hết. Thì kể từ đó là ông sống trong một cái cảnh rất là khổ đau. Rồi tầng sau này nữa, ông mang một chứng bệnh, ông bệnh thận, rồi đi counselor, đi rất nhiều. Cuối cùng thì cái người đó mới chỉ lên chùa. Nó thôi, cái người counselor nói đừng có tốn tiền với tôi nữa, tốn tiền riết họ thấy tội luôn, nó đừng tốn tiền với tôi nữa. Du đi lên cái chùa ở đường Chinh Bảy học thiền. Thì cái chú này lên rồi học, rồi bắt đầu tu tập chuyển hóa. Thì cuối cùng có một ngày nọ ông xin quy y. Thì Pháp Hòa mới nói thôi thì nếu mà gia đình ông chưa có chấp nhận á, thì ông cứ thực tập vậy thôi, không cần phải làm lễ nữa, ông cứ thực tập năm giới là được rồi. Thì đến một ngày kia, gia đình thấy ông có niềm vui trở lại. Và trong cái ngày lễ quy y của ông, chính gia đình ông đem năm cái giới in thành một cái bản, như một cái cạc á, thật là lớn, để làm cái món quà tặng cho ông. Một cái cạc chúc mừng, mà cạc đó bằng năm cái giới mà ông đã thọ trong ngày hôm đó. Thì như vậy, Pháp Hòa thưa như vậy là quan trọng là cái người con nữa, mình hiểu được tâm ý của gia đình, mình cũng không có nên chống trái, làm cho gia đình không vui. Tại vì Phật giáo rất là flexible, rất là uyển chuyển, phải không? Nếu mình đã có con đường mình đi, mình đã có pháp môn mình tu, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Không, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Đấy, quan trọng là trong nội tâm của mình, trong thâm tâm của mình đã có được cái pháp môn, đã có được cái sự tu tập. Mà ở đây không hề có cái ý là mình tu tập để được trở thành một tín đồ gì cả. Quan trọng là mình có được một người sống chánh niệm an lạc. Mà đã có chánh niệm an lạc thì mình có cách uyển chuyển với gia đình. Không nhất thiết mình phải phô trương, mình nói mình là một Phật tử, mình đã quy gì hết. Không, mình tùy thuận với gia đình. Nhưng hằng ngày đời sống của mình vẫn là những cái điều gì chúng ta được học hỏi từ Phật Pháp. Thì như vậy, Pháp Hòa nghĩ như vậy, nó vừa nói lên được cái đạo lý mà mình đã thực tập. Và mình không có lỗi với gia đình. Có thể gia đình mình nhìn mình như một người phản đạo, một người bỏ gốc, thí dụ vậy. Cho nên theo ý thầy riêng Pháp Hòa thôi, tức là mình nên thực tập như thế nào. Mà cái bản chất của Phật giáo là tùy duyên mà bất biến. Ngay cái giây phút này đạo hữu sẽ thực tập được cái giáo lý gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến là gì? Là cái cách tu mình, cái con đường tu mình, cái tâm tu mình không thay đổi, nhưng mình biết tùy duyên, phải không? Gọi là tùy duyên bất biến. Và trong lòng mình thì bất biến, nhưng rất biết sống tùy duyên. Không làm cho gia đình buồn khổ vì một cái chuyện rất là bình thường, rất là nhỏ đó thôi. Là mình đã... Tại vì sao? Tại có những gia đình người ta sống rất nặng về cái đó. Thì mình nên nhẹ nhàng để làm sao gia đình không khỏi phải lấn cấn, khó chịu, chỉ vì mình thực tập Phật giáo. Mà vốn dĩ Phật giáo không hề muốn mình phô trương một cái quảng cáo là một tín đồ gì hết. Mình đã biết ứng dụng lời Phật thì ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên cái này mà đối với đạo Phật thì rất dễ. Những cái đức tin khác thì có thể không, nhưng mà riêng với Phật giáo thì không có thành vấn đề. Tại vì đây là một phương pháp tu tập. Nhưng mà anh phải hiểu được hoàn cảnh của anh như thế nào để anh tu. Có những chị Phật tử lấy chồng đạo khác và gia đình tuyệt đối cấm, không muốn thấy bất cứ một cái gì của Phật giáo. Thì quý vị biết, chị này chỉ kể, khi nào mà gia đình con đi vắng hết, không có ai, thì con mới mở cái gói nhỏ con có, trong đó có một bức tượng Quan Âm nhỏ xíu. Con đặt Đức Quan Âm ở trước phòng của con, rồi con đọc kinh hay con làm, con xá lễ gì rồi con gói lại con cất. Quý vị thấy khổ không? Nhưng mà vẫn thể hiện được cái tu thôi. Cũng giống như hồi xưa Việt Nam mình mới qua đây vậy, chưa có chùa chiền gì hết á, đi mướn mấy cái ho
muốn cái community hall để làm lễ, cái mỗi cuối tuần cái bài Phật ra, cái tập hợp tới tụng kinh. Tụng kinh xong hết rồi bắt đầu gói Phật lại để vô thùng được, đem vô kho. Đem Phật vô kho cất rồi cuối tuần bưng Phật ra. Tức là suốt tuần Phật ở trong kho. Rồi đầu tuần gọi là cuối tuần Phật mới được ra kho ngồi. Thoải mái được chút đó. Nhưng mà mình thấy được cái tinh thần tùy duyên bất biến, cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Và vì mình không phải là một đức tin tôn giáo bắt buộc gì trong hình thức đó, cho nên rất dễ dàng trong việc thực tập đó. Cho nên theo ý Pháp Hòa thì nên khéo léo một chút. Mình tu tập như thế nào để người khác không khó chịu với cái tu tập mình thì mình mới thành công trọn vẹn. Còn nếu như vậy thì mình được 50% là phần mình, nhưng 50% kia là mình đã không làm cho gia đình vui vẻ với cái cách sống của mình, thì như vậy mình cũng chưa gọi là thực tập giỏi. Quý vị nhớ Phật dạy mình ha, làm việc gì mà mình vui, người khác vui thì cái đó nó trọn. Còn nếu như ngược lại, mình lợi mình mà hại người thì cũng không nên. Mà ngược lại, lợi cho người mà hại cho mình cũng không nên. Pháp Hòa hay ví dụ trường hợp này. Mình nấu ăn, mình nấu ăn á, thì mình nấu làm sao mà mình ăn được và người khác cũng ăn được. Mình nấu xong cái người ta ăn không được, hay sao vậy? Cay quá. Mình ăn cay, nhưng đâu có nghĩa là mọi người ăn cay được đâu. Cho nên cái món gì mà cay á, mà mình đừng nấu quá cay, để người khác ăn, ai thích thêm thì người ta thêm. Thí dụ bây giờ người ta ăn không được thì cũng có sao đâu. Nhưng mà mình sẽ uổng đi, mình mất một số người thưởng thức cái món ăn của mình, chi bằng mình nấu cái gì mà nó có thể ăn được. Giống như á, mỗi lần mà chùa mà có lễ có khách á, mà có người phương Tây hoặc là các bạn trẻ nhiều á, Pháp Hòa thường nhắc mấy cô, nếu mình thấy trong cái số lượng ngày hôm nay tới ăn đa phần là những người trẻ thì đừng ăn những cái món quá Việt Nam mình, chẳng hạn như rau củ kho thập cẩm, mắm già rau, mắm thái, mắm chưng. Trời, mấy cái đó đối với mình là nhức luôn, nhức lầu. Mà ăn với rau là ăn sập lầu. Nhưng mà nó ăn được không? Nó không ăn được. Nó nói đi chùa đồ chay terrible. Như vậy một lần thôi, lần sau mình mời nó tới chùa ăn nữa không, đồ chay ghê lắm. Mà những người đó tới chả giò, mì xào, xà lách, những cái món ăn mà đa phần phổ thông mọi người ăn được. Như vậy mình mới thành công trong một bữa đãi tiệc. Rồi nhìn tới nhìn lui, mấy đứa nó ăn toàn là dessert không à, còn Việt Nam y ngồi dít mắm ăn như dưa leo ngon lành vậy đó. Mà mấy đứa nhỏ nó ăn không được, uống đi. Trong khi đó mình có hàng rất nhiều những món ăn đa dạng. Như vậy ở đây nó thiếu cái tính chất uyển chuyển, biết cách của đạo Phật. Mà vốn đạo Phật cung ứng cho mình cái đó rất nhiều, mà mình không học được cái đó thì nó rất ổn. Cho nên đạo hữu ráng một chút. Đạo hữu nào trong trường hợp này đã ráng một chút, phải nói lên cho được cái tinh thần tu tập của mình, là mình vui, gia đình cũng vui. Phật giáo có nhiều lúc đệ tử mình bị hy sinh lắm, bị lép vế lắm, đúng không? Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ nhẹ nhàng của đạo Phật. Như một người đệ tử lên xin thưa với người thầy, con bây giờ theo chồng con phải cải đạo. Người thầy nói thôi thì nếu mà thầy khư khư giữ con thì con sẽ mất hạnh phúc. Như vậy đâu phải là đạo Phật đó. Thành thử cố gắng chút, mình làm sao cho trọn vẹn cả hai bên thì nó vẫn tốt hơn. Thí dụ trong một cái biểu quyết, số đông sẽ thắng số nhỏ, được phải không? Đó là nguyên tắc căn bản xưa giờ. Nhưng mà vì sao cái số nhỏ chống mình? Tại họ không hiểu, họ chưa rõ vấn đề thì họ chống.
Vậy thì bây giờ bổn phận của chúng ta làm sao cái số nhỏ đó họ thông hiểu luôn để trọn vẹn cùng một cái ý đó. Chứ còn mình lấy cái nguyên tắc xưa nay là đa số thắng tiểu số thì được rồi đó. Nhưng mà giờ cái tu tập của mình, cái thực tập của mình sao cho nó hay hơn một chút, là trách nhiệm của mình bây giờ là nói làm sao cho cái số nhỏ họ hiểu. Cho nên các vị không cần quảng cáo đạo Phật gì cả, chỉ cần cái cách sống của mình, cái cách ứng dụng của mình, rồi gia đình sẽ nhẹ nhàng nhận mình thôi. Cái này khoe ăn chút ha. Hồi nãy trước khi lên đây, có một gia đình đạo chúa lên thăm quà, mà qua đâu biết, mà xưa giờ chỉ nghe tiếng mà chưa bao giờ gặp mặt. Gia đình đó biết có quà nhưng mà chưa bao giờ thăm. Thì hôm nay tự nhiên gia đình lên thăm và gửi cúng dường. Pháp Hòa cũng nhận cúng dường xong, Pháp Hòa đâu biết ai. Khi ra tới cửa thì người con mới lại nói nhỏ: gia đình con đó, tất cả gia đình Thiên Chúa Giáo hết. Nhưng mà người ta vượt được cái chỗ đó, và người ta đã đến với mình một cách rất là nhẹ nhàng trong cái thân tình. Như vậy thưa đại chúng, nếu mà mình thật sự ra mình vượt được cái ranh giới chia rẽ đó, mình đi đến một cái dễ thương đó. Cho nên cố gắng cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, từ từ sẽ làm tan hết những cái đường ranh đó. Có thể còn hỏi thêm một chút nữa. Dạ. Là như vậy, có một cái vấn đề rất khó thì những trường hợp trong nhà là cái gia đình Thánh Giáo thì cái sườn của đạo Thánh Giáo là cúng kinh thành, thành ra bài kinh của Công Giáo thì có hai việc: một là tinh danh Thiên Chúa, hai là nhờ xin Thiên Chúa mà phước thần lực, chỉ có như đó thôi. Mất tất cả bài kinh nào trong đạo Công Giáo đều chỉ xung quanh chỉ có hai cái khái niệm đó thôi. Nhưng cái vấn đề khó là trong gia đình đó, lấy ví dụ bà mẹ sẽ nói là mày không theo đạo Công Giáo sau này mày sẽ xuống địa ngục, mày theo Chúa thì sau này mày sẽ lên thiên đàng. Nhưng những cái câu nói đó sẽ làm, để lấy ví dụ nói với con sẽ làm con khởi tâm sân, con sẽ nói với mẹ con là má nói như vậy không có đúng. Thiên đàng với địa ngục, cái đó là người tốt thì phải sống thoải mái hơn. Thiên đàng chưa chắc đã sướng, địa ngục chưa chắc đã khổ, mà làm sao mà biết được cái đó. Con đi theo đạo Phật và con tu tập theo cái phương hướng là con sống, con tu tập cho bản thân con và con làm những người xung quanh con vui lòng, chứ con không có theo Chúa. Thì từ những cái đó mà được khởi tâm sân, lúc nào cũng có vấn đề giữa cha mẹ và con cái. Thì theo thầy cái đó có nên không, hay là cứ nhắm mắt là ok thôi, mà nói như vậy thôi con nghe như vậy. Có những cái mình chỉ cần dùng hai chữ như thị, như thị, như vậy, như vậy, đừng cãi. Trong kinh Pháp Hoa nó có thập như thị, thấy không? Nhân duyên nó là nhân như vậy, quả như vậy. Thì mình nhớ rằng có những việc mình cứ dùng cái pháp như thị, như thị nghĩa là các pháp nó như vậy, là như vậy. Mình đừng có thêm cái gì, mà cũng đừng có chống cái gì, để cho nó nhẹ nhàng. Quan trọng là mình nhận cái gì. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, đây là cái bình bông, mà bây giờ chú nói không, đây là cây xoài, rồi giờ chú không lẽ chú cãi hoài. Thì thôi cứ như vậy đi, rồi từ từ rồi bông qua gì sẽ tính sao. Mà cái người chú cãi là người thân của mình đó, chi cho nó không cần. Bà nói thì mình cứ nghe, còn mình đi đâu thì đi theo cái cây, cây nó ngã về đâu nó ngã.
hễ mà nó ngã về trái, nó nghiêng về trái thì khi cây nó đổ gãy nó sẽ về trái. Còn ai nói gì mình đâu có cần cái chi mà mẹ mình nữa, thôi vậy đi cho nó nhẹ nhàng. A Di Đà Phật. Thôi mình đừng có bàn chuyện tôn giáo nữa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Dạ. Con xin có một chút xíu con hỏi thầy để cho con một cái kiện. Dạ. Con thề buôn bán nhưng mà con làm tất cả các thứ bánh để con bán. Nhưng mà bây giờ con thề con muốn tu, con không có muốn bán đồ mặn nữa. Nhưng mà nếu mà con bán đồ mặn thì không ai mua đồ con hết trơn á. Tại vì toàn là khách của con, toàn là khách ăn mặn không à. Mà con thề con không có muốn làm, nhưng mà người ta có năn nỉ con hoài làm hoài thì con không biết sao. Nếu mà giờ con muốn nghỉ bán luôn mà thề nhiều người khách quen người ta có năn nỉ, thì con làm mà con có sắc xanh, con đi mua thịt ở chợ về con làm thôi. Nhưng không biết như vậy thì thầy giúp con để con có ý kiến nào để. Tại vì con muốn tu, con không muốn đụng tới cái thịt của chúng sanh nữa. Nhưng mà Phật tử, tất cả mà người bạn bè của con, khách hàng con đều muốn ăn mặn không, ăn chay hết rồi sao thầy? Thầy cho con ý kiến. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Dạ. Yeah. Bây giờ cô một mặt thì không có muốn bán thức ăn mặn, rồi một mặt thì muốn tu, rồi ở mặt kia thì ta năn nỉ quá. Bây giờ thầy giúp ý kiến sao phải không? À, thôi dễ thôi, đừng làm gì hết, vô đây ở. Thưa đại chúng, thật ra là như thế này, Pháp Hòa hay thưa với quý vị rằng mình là một người còn ở trong đời. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa cản không cho cô làm, nhưng mà Pháp Hòa đâu có việc gì khác để mà cung ứng cho cô. Hay Pháp Hòa nói thôi cô đừng sát sanh nữa, để hàng tháng chi nhiêu tôi chi cho. Em đâu có làm được chuyện đó đúng không? Thì không làm được thì cái đó là cái việc của cô trong đời sống. Mình làm để mình có sự sống, và trong cuộc sống này là bắt buộc có những cái chúng ta chưa trọn vẹn được, chúng ta nhận cái phần đó. Nhưng bên cạnh đó, tu nó có rất nhiều cách. Thì cô tu ở cái mặt đó cô còn chưa được, là vì sự sống. Ngoài ra những việc khác cô làm được thì cũng là tốt rồi. Dạ. Cho nên vì sự sống chúng ta làm. Còn cái chuyện bên cạnh đó, cô vẫn có thể cô tập ăn chay, hay là cô cúng bố thí, hay cô giúp người nghèo, cô làm bất cứ những cái việc thiện lành khác, tu tập khác. Trong năm giới có thể cái đó nó nằm ở cái giới thứ nhất một chút, còn bốn giới kia cô ok. Đó, thì coi như là mình cũng đã tu tập trong một cái phạm vi của cư sĩ rồi. Chứ đâu phải vì cái chuyện đó rồi nó trời ơi tội chết rồi, không có tu hành gì nữa hết đó. Thì rốt cuộc cái người ta thối chí quá. Trong khi đó người ta còn giới không nói dối, không trộm cắp đó. Ví dụ bây giờ cô buôn bán đó, buôn bán là phải thật lòng, phải thật thà. Cô làm cô bán cho người ta thì cái nào mình làm ra cái đó, mình lấy tiền người ta thì mình phải bán cho đàng hoàng, cũng là cái phước rồi. Thậm chí mình bán vậy đó, nhưng mà mình biết gia đình nào người ta khó khăn hơn, mình có thể thêm cho người ta một chút không? Hoặc là sau đó mà trong nó vẫn có cái đạo đức ở trong cái việc làm của mình. Các vị cũng đừng có bị kẹt vào cái chỗ đó nhiều quá, rồi mình cứ phân vân tu tập mà nó không có thoải mái đó. Mình biết rằng cái này là công ăn việc làm của mình cho sự sống. Rồi quý vị thấy không, trong xã hội nè, người mở nhà hàng, người còn đi chài tôm, chài cá, tất cả các công việc khác. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ một cái người đó, họ không làm giống mình, họ làm ở một cái hãng gỗ, họ đi cưa cây. Rồi cưa cây về làm gì? Cưa cây về làm tượng Phật.
Nghe thì rất là một cái nghề rất tốt, nhưng mà trong phạm vi nếu mà chi tiết ra là cái là có đó có lỗi không? Có. Cho nên nếu mà nói rằng nếu mà muốn chi tiết á, thì không có việc gì chúng ta làm mà không có lỗi. À, ngay cả khi mình nấu ăn đây nè, đó nấu ăn cho đại chúng đó. Nhưng mà thí dụ mình nấu một số lượng quá nhiều mà mình không đủ tủ lạnh để mình cất, có thể chiều lại là cái món mình nấu nó đã hư rồi. Thay vì giờ ăn được thì thành thử ra đổ hết. Hoặc là mình nấu dư nhiều quá ăn không hết, rồi để lại nó cũng đổ đi. Cho nên trong cái việc làm đó, đó không phải mình cố tình, nhưng mà trong cái vô tình mình cũng đã phí phạm thức ăn. Thành thử ra ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu mà chi tiết bắt lỗi đó thì việc làm gì của mình cũng đều có cái sai trong đó đó. À, nhưng mà thôi thì cái việc của cô cứ làm. Yeah. Bên cạnh đó thì cô tu tập được những cái việc khác. Dạ. Yeah. Yeah. Nam mô Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi, xin thầy giải thích cho con cũng như các bạn của con biết, cũng như là chúng con niệm Phật hay là niệm Quan Thế Âm thì con cũng có nghe qua là cái nghe và cái tánh nghe thì niệm như thế nào. Và cái nghe và cái tánh nghe là như thế nào, xin thầy giải thích. Hay gì đó Phật. Hỏi còn không hiểu nên lấy gì nói. tại vì con nghe nói như cái câu là niệm Phật nhất tâm, như thầy hay tụng á, là niệm Phật nhất tâm. Thì làm sao nhất tâm, thì con thắc mắc ở cái chỗ mà tánh nghe và cái nghe là như là niệm bằng miệng và niệm bằng tâm, thì hai cái đó đó con chưa có hiểu kỹ lắm. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Thưa đại chúng, là khi mình niệm Phật á thì nó có hai cách. Thí dụ như này, đại chúng niệm Phật thì đa số chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì liền? Nghĩ tới là mình lấy cái miệng của mình đọc lên cái tên Phật thì mình gọi là niệm Phật. Nhưng mà thực tế cái chữ đó mình làm nó chưa đúng. Nếu mình lấy cái miệng mình đọc tên Phật á, thì đúng ra chỉ gọi là đọc tên Phật thôi, chứ còn chữ niệm Phật á, nó không có ở cái chữ niệm đó, mà mình hành động đó nó chưa đúng cái chữ đó. Vì chữ niệm nghĩa là nhớ, nhớ Phật chứ gọi là niệm Phật. Thí dụ như mình có một món quà mình giữ lại để cho mình nhớ thì gọi là lưu niệm. Rồi một cái người đó tặng cho mình món quà rất là lâu rồi, bây giờ mình nhìn tới cái đó thì mình nhớ tới cái tình cảm của ngày xưa, gọi là kỷ niệm. Phải không? Rồi những cái gì nó đã xảy ra rồi chúng ta nhớ lại, hồi tưởng lại, gọi là hoài niệm. Như vậy chữ niệm con đợi nghĩa là nhớ, chứ nó không phải là đọc. Còn ngày nay mà nói đại chúng xin nhất tâm niệm Phật, cái là bắt đầu lấy cái miệng mình đọc lên, vậy thì đúng ra là cái đó là đọc tên Phật chứ không phải đúng nghĩa của chữ niệm Phật. Tại vì chữ niệm phải là nhớ, là trong lòng mình có nhớ mình mới đọc ra được cái đó. Bây giờ Pháp Hòa không nhớ pháp danh cô, cho nên gặp cô Pháp không gọi đúng tên, không gọi cô Pháp được, tại Pháp đâu có nhớ. Phải không? Như vậy mình gặp người đó mình nói à, cô Bông, là tại mình có nhớ cô đó là Bông. Hiểu ý không? Mình có nhớ mình mới nói được. Như vậy thì mình trong lòng mình có nhớ tên Phật thì mình mới gọi tên Phật được. Như vậy cái miệng niệm nó là cái hành động thứ hai, do cái lòng mình nhớ tên Phật cho nên mình mới niệm.
Như vậy thì đa, nhưng mà đa phần chúng ta chưa thấu được cái đó, chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nói niệm Phật lấy miệng niệm, thì cái đó chúng ta chỉ đọc tên Phật. Còn nếu mình tâm mình niệm á, là không phải chỉ ở trong chánh điện, không phải ở thời kinh, mà đi đứng nằm ngồi mình dẫn, nếu người hành niệm Phật là câu niệm Phật dẫn văng vẳng trong tâm họ. Còn nếu mà sâu sắc hơn trên phương diện hành xử tu tập á, thì bất cứ việc gì mình làm á, mình đều lấy cái sự giác ngộ ra, tỉnh thức ra, mình áp dụng trên đó, thì cái đó là niệm Phật đó, là tâm niệm đó. Pháp Hòa ví dụ như là cô nhờ Pháp Hòa đi chợ, rồi cô Pháp Hòa nghĩ cô già lẫn không có nhớ gì hết trơn, thôi kệ đi, mình mua ít mình nói nhiều cũng được, mình mua xong mình tráo bill mình nói ai biết gì đâu, không? Nhưng mà trong cái việc làm đó mình không có niệm Phật. Nghĩa là nếu mình có niệm, nếu giác đó, nếu mình có giác ngộ mình không làm. Mình mua 5 đồng thì nói 5 đồng, chứ không nói mua 5 đồng nói 7 đồng. Hay là mình lấy, mình lợi dụng người ta đi chợ, mình mua thêm món hàng của mình rồi tính chung bill với người ta. Những cái đó, việc làm đó không chánh niệm thì cũng không gọi là niệm Phật. Vì vậy niệm Phật nó có nhiều cái tầng bậc. Đơn giản, sơ cơ là đọc tên Phật. Còn sâu sắc là nhớ tên của Phật, nhớ Phật. Còn đúng nghĩa nữa là bất cứ hành động nào của mình cũng đặt Phật, đặt sự tỉnh thức giác ngộ ngay trong việc làm đó. Cho nên trên cái mão của các vị Bồ Tát á, thường có một cái hình Phật ở trên. Quan Âm cũng có, Địa Tạng cũng có. Tại sao các mão của Bồ Tát có hình tượng Phật trên đó? Là biểu tượng rằng Bồ Tát là hành động độ sanh. Nhưng mà hành động độ sanh đó lấy cái tâm gì để làm? Tâm Phật. Như vậy đời sống của chúng ta là phàm phu, nhưng chúng ta làm việc gì, chúng ta phải làm bằng tâm giác ngộ, tâm của Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật. Còn cái nghe và cái tánh nghe, cái nghe là cái bên ngoài thôi. Ví dụ Pháp Hòa nói cô ơi, cô nghe, thì cái mà cô nghe cô ơi đó là cái nghe của cô thôi. Tại sao mình nghe? Là tại vì mình có cái căn là lỗ tai. Lỗ tai rồi có đối tượng của cái lỗ tai là cái tiếng, là âm thanh. Cho nên mình nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận được một phần thôi, là khi nào có tiếng mình mới kêu là có tiếng. Bây giờ đặt trường hợp im hết, Phật hỏi cô có nghe gì không? Có nghe gì đâu, im ru à. Vậy là im ru là cái tiếng mình nghe đó. Khi có tiếng mình nghe có tiếng, khi không có tiếng mình vẫn phải nghe không có tiếng. Tại vì cái tánh nghe không có mất. Cái tánh nghe là cái bản chất, cái nature, cái chất bản chất của nghe nó không mất. Rõ ràng mình mới nói đó, có nghe gì đâu, im ru hà, im phân phát hà. Còn nếu mình muốn diễn đạt nữa, im ru bà ru à. Vậy thì cái im phân phát đó cũng là cái mình nghe. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận có một cái thôi, khi nào có tiếng thôi. Còn khi không có tiếng cái mình nói không có nghe. Như vậy thì mình chưa thật sự thấy được cái tánh nghe của mình. Bây giờ quý vị hiểu được tánh nghe không? Ngược lại cái tánh thấy, khi có hình tướng cho nó, ôi cái đó đẹp lắm nha. Khi đi vô một căn phòng tối, có thấy gì không? Thấy gì đâu, tối hù hà. Cái tối hù là cái mình thấy. Tối cũng là một cái thấy, sáng cũng là một cái thấy. Nhưng mà chúng sanh mình cũng chỉ kẹt có một cái thôi, là thấy được cái tướng thôi. Khi nào nó sáng rõ cái hình. Còn cái tối á, mình vẫn thấy mà cứ chạy chối nó là không thấy. Cho nên mình mãi lăn xăng, xoay cuồng, phiền não, tranh chấp, gây gỗ là như vậy đó.
Cho nên á, thí dụ như mình nói thôi thôi nín đi, tôi hiểu rồi, nó nhiều quá. Anh hiểu nhưng mà anh hiểu chưa hết. Tại sao anh không hiểu hết? Là tại vì anh không có chịu khó lắng nghe. Bây giờ anh cảm ơn, anh ngồi yên, anh nghe cho người ta nói thêm khúc đuôi đi. Nghe xong rồi, trời ơi vậy hả? Mà phải hồi nãy mà mình ngồi nghe được là cái chuyện này nó đã giải quyết một tháng trước rồi. Như vậy chúng ta mà cũng có cái hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu lầm, chứ không phải là không hiểu. Chúng ta vẫn hiểu mà hiểu lầm và hiểu không hết. Là vì sao? Vì chúng ta thiếu kiên nhẫn của lắng nghe. Cuộc sống này quý vị nhìn cho kỹ coi, không có gì ngoài sự đối xử với nhau, hành động và lời nói. Giận nhau nghiệm lỡ đi. Giận nhau là vì cái gì? Toàn là việc hành xử và lời nói. Cho nên tại sao Đức Phật dạy mình dạy tới dạy lui tất cả các pháp của Ngài, không có cái gì khác hơn là Ngài dạy mình ráng điều phục ba nghiệp thân miệng ý. Và chính ba cái chỗ này là ba chỗ tạo nghiệp. Ai đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất á, trong kinh có câu nè, trong đó là có ba cái biển, rồi chúng sanh lội qua lội lại trong ba cái biển này, nhớ không? Rồi trong xác định một câu, chính là ba cái biển nghiệp này. Thì ba cái biển này là gì? Thân, miệng, ý. Đó là ba cái địa ngục mà chúng sanh cứ bơi bơi trong đó vậy đó. À, cứ sao hết đầu này chạy tới đầu kia, cũng không ngoài cái đó. Cho nên á, mình tu tập á, sâu sắc thì mình trở về, mình nhận ra được cái khả năng sẵn có nơi mình. Từ cái nghe, từ cái thấy, từ cái nhận biết tất cả. Tại vì mình thấy, mình biết, nhưng mà sau đó mình thêm vô. Rồi mình còn rất là tự hào nữa. Đó, chị thấy không? Nó đâu có qua mặt được tôi. Anh thấy không? Trời ơi, tôi sống tới từng tuổi này rồi. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Tức là mình có rất nhiều những cái câu từ để tưới tẩm vào những cái tri giác sai lầm của mình mà mình không có biết. Và tri giác sai lầm đó, danh từ Phật học gọi là vọng tưởng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Và mình diễn giải cho mình dễ hiểu là tri giác sai lầm. Nghĩa là mình toàn là nhận thức sự việc không như là, toàn là pha, thêm, chế tác, suy diễn. Rồi mình tự hào với những cái suy diễn của mình. Và người ta thường có những cái câu như vậy để nói lên cái chỗ gọi là thành tựu của mình. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Đầu tôi sảng không. Rồi đầu tôi là trời ơi, nhìn nó hai thứ tóc có nhiều khi xin sám hối mà nó tôi sanh ra được nó nữa. Nghĩa là cái hiểu biết của tôi, tức là tất cả những câu từ đó nó nhằm để bồi bổ thêm cho cái vọng tưởng của mình. Vì vậy cho nên chúng mình tu thì cũng có nhiều đó, nhưng mà cái thành tựu của mình không có nhiều, là tại vì mình còn bị chi phối quá nhiều ở những cái mặt khác. Nhất là cái thấy của mình nó không như thật thấy. Cái nghe mình nó không thật nghe. Thật nghe là gì? Nó như thế nào mình nghe như vậy. Chứ không phải là không mình không biết không nghe. Thật nghe là thấy cái thật của cái thấy, cái nghe. Còn mình là thấy nhưng mà phải pha thêm. Đó, cho nên cái tánh nghe, tánh thấy của mình không mất, nhưng mình chỉ nhận có một phần thôi. Hay nói cách khác là mình giống như người ngồi ở trên con lưng con đứng ở trên núi mà vẫn tiếp tục đi tìm núi vậy đó. Đứng ở trên núi rồi mà vẫn không biết, vẫn đi tìm núi. Ngồi trên lưng trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Có đôi lúc con mắt mình vẫn đeo cái mắt kiến đó mà chạy đi vòng vòng kiếm cái kiến. Đó không? Rồi tới hồi giật mình, trong người đeo sâu chìa khóa mà chạy nguyên ngày để kiếm sâu chìa khóa. Tới hồi lại, ủa, nó ở đây mà nó không nói gì hết. Nếu mà nó nói với mình là mình thành Phật mất rồi.
Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây đại chúng ha. Kính thưa đại chúng, có thể nói buổi sinh hoạt sáng nay là buổi sinh hoạt cuối cùng, tại vì sáng ngày mai sẽ có khoảng 100 vị rời đây, và Pháp Hòa sẽ không có dịp để thăm lại đại chúng cũng như chia sẻ. Một lần nữa Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa, thời gian, quý vị về đây để tu tập. Mặc dù tu viện cố gắng hết sức để lo lắng cho quý vị trong mọi mặt, nhưng mà chắc chắn còn rất 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 nhiều những cái sơ sót mà không lo được chu toàn cho đại chúng. Thì có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Và xin thưa, khi quý vị đến đây, quý vị đã đến bằng một cái tâm rất là hớn hở, vui vẻ, đầy những năng lượng tích cực. Thì nếu về đây tệ lắm, nghĩa là đến mức tệ lắm, không có gì để mang về, thì cũng y như hành lý như vậy mà về. Chớ đừng mở hành lý ra nhét thêm một mớ rác, như vậy nó uổng dữ lắm. Tệ lắm, không có gì để lượm về. Tệ lắm, không có gì để lượm về, thì thôi đi sao về vậy. Hiểu ý không? Chứ đừng có đi như vậy mà về khác thì nó kỳ dữ lắm. Nó uổng. Thứ nhất, mình phụ lòng người thân của mình, hy sinh ở nhà, lo việc nhà cho mình 10 ngày để mình đi. Hỏi đi đâu? Nó đi tu. Mà đi về nhăn nhó, không có tu gì hết, uổng lắm. Mình sẽ phụ lòng các vị. Thứ hai, mình tự phụ chính mình. Mình phụ bao nhiêu cái công của mình bỏ ra, vừa công vừa của nữa, mười mấy ngày ở đây, rồi bao nhiêu sóng gió mình vượt được hết. Không lẽ mình đành lòng bỏ trong vali mình mấy cái rác của mấy bà nằm kế bên sao? Ai xả rác, chùa clean up. Rác của người mình đừng bỏ đem về. Còn nếu mà là rác của mình thì mình để lại cũng không sao. Nhưng Pháp Hòa chỉ mong một điều thôi: đại chúng đi về tệ lắm là đi sao về vậy. Còn giỏi nữa đó, đi như vậy mà về trong túi đầy châu báu ngọc ngà. Thì nếu được như vậy thì cho dù Pháp Hòa hay các vị trong ban chăm sóc có cực khổ, có lao nhọc cũng rất vui vẻ. Tại vì cái tâm nguyện của mình muốn làm an lạc cho đại chúng, mà đại chúng đã thật sự có một phần chút nào an lạc khi trở về thì mình đã an ủi lắm rồi. Chứ còn nếu quý vị về mà quý vị mang thêm một mớ phiền não nữa thì tự nhiên mình nói như vậy, mình đã có một cái lỗi gom về đây để sống trong một cục phiền não bự. Thì không phải mục đích của mình. Đây không phải là mục đích của mình ha. Cho nên đại chúng nhớ như vậy, khi mình đi mình hoàn toàn mang đầy một cái tâm niệm hân hoan, hớn hở, vui vẻ rất nhiều, thì đi về đừng để cho cái tuột mút. Thấy chưa, là tuột mút. Đi thì lên quá trời luôn, tới hồi về sủi lơ cắn cuốc là uổng. Theo chương trình thì ngày hôm nay mình sẽ gặp nhiều Phật tử ở xa. Có thể tối nay các vị cũng đến. Theo và biết là tối nay có một phái đoàn 35 người đến từ Maryland. Mục đích chỉ đến đây thăm mình vậy thôi, ở đây cho tới thứ hai luôn. Rồi một phái đoàn ở Calgary, chắc chiều sáng mai quý vị tới. Thì hôm nay theo chương trình thì đây là buổi pháp thoại cuối của khóa tu này. Thì Pháp Hòa xin phép đại chúng ra đây để thăm đại chúng trước khi chúng ta kết thúc khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Bữa nay ăn cơm có ngon không? Thưa đại chúng, thật ra thì hôm nay không phải là một buổi pháp thoại,
cũng như vậy, Pháp Hòa ra để thăm và sinh hoạt. Và nếu đại chúng có những cái gì thắc mắc trong cái sự tu tập của mình, trong những ngày mình ở đây, mình có những cái gì mà mình thắc mắc xoay quanh trong phạm vi tu tập, và khi mình trở về nhà mình sẽ tu tập như thế nào. Thưa đại chúng, kinh đó, đạo Phật mình đó, là tất cả đệ tử Phật có bảy chúng. Đệ tử Phật có bảy chúng. Thứ nhất là các vị cư sĩ nam, các vị cư sĩ nữ. Thì cư sĩ nam là U Bà Tắc, cư sĩ nữ là U Bà Di. Thì đúng ra cái chữ U Bà Tắc, U Bà Di á, mình dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Ngay nơi đó là mình đã thấy bổn phận của mình rồi. Tại vì nếu mình gọi là cư sĩ nữ, cư sĩ nam thôi á, thì như là một người giống như mình gọi tiếng bình thường là người tại gia nữ, người tại gia nam. Nhưng mà trong Phật Pháp á, thì chúng ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Vậy thì chữ cận sự này nó nói lên cái gì? Nếu nghĩa chữ cận là gần, chữ sự là phụng sự. Một người nam thân cận tam bảo, phụng sự tam bảo. Một người nữ gần gũi tam bảo và phụng sự cho tam bảo. Như vậy rõ ràng trong cái tinh thần của Phật học, tinh thần tu tập, chúng ta không phải chỉ trở thành một người thân cận hay chỉ là một tín đồ, mà nó đời sống của chúng ta phải thể hiện được sự thân cận. Vì nghĩa của chữ thân cận là gì? Thân là nghe theo, cận là làm theo. Tại vì người ta hiểu nghĩa thường thân cận là sống gần kêu thân cận, nhưng định nghĩa của nó sâu hơn, ở gần là thân, nhưng mà phải làm theo những gì Phật dạy, thầy dạy mới gọi là cận. Ví dụ vị đó gần thầy, mình kêu thân cận với thầy. Nhưng mà nếu người đó không làm những gì thầy nói hết, thầy dạy nhiêu thì cũng gật gù dạ dạ, chứ đứng dậy là không làm gì, sau lưng là làm ngược lại hết, thì người đó chỉ được cái chữ đầu thôi, đó là thân thôi, là nó gần vậy thôi. Thầy đi đâu mình đi đó, thầy làm gì mình có mặt vậy thôi, nhưng mà mình không làm những gì mà thầy nhắc nhở. Như vậy thì không khéo chúng ta cũng chỉ thân với Phật mà không có cận Phật. Thì đó là bổn phận. Bổn phận của một người tại gia là gần gũi tam bảo và thực hành theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc đời này không có cái gì mà nó không cần phải sự rèn luyện, trau chuốt, chùi mài để nó có thể tốt được. Cái bàn, một khúc gỗ muốn láng thì khúc gỗ đó cũng phải được đánh bóng, bào nó đi, rồi làm cho nó thẳng thấp. Một cái nhà muốn sạch cũng phải lau, một cái chén muốn sạch cũng phải rửa. Bất cứ một cái gì vật chất chúng ta muốn sạch sẽ, phải có một thái độ gì với nó để nó có thể sạch sẽ được. Thì thân tâm mình cũng vậy thôi. Nếu mỗi ngày mình không làm gì với thân tâm này hết thì hư đốn, dở xấu, nó vẫn cứ y như vậy mà nó không thay đổi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng sẽ gặp có những người ở trong đạo lâu năm nhưng mà chạm tới thì không có gì mới mẻ hết. Và thậm chí
chính cái không chùi rửa đó để lâu ngày thì nó làm sao? Nó càng dơ hơn, nó càng úng thối hơn, nó càng xấu hơn. Cái đó là một sự thật. Thí dụ một cái hoa này, mình một cái mình chỉ trồng nó, mình để yên nó như vậy thì thế nào nó cũng héo, nó hư. Cái nồi thức ăn của mình, nếu mình không xử lý nó bằng cách cất tủ lạnh hay là ăn cho hết đi, mình để thì bắt đầu nó thiêu lên, thì nó bắt đầu nó có mùi và biến chất, thức ăn biến chất. Từ một cái thức ăn ngon lành nó thành ra đổ nhớt, nó biến chất là biến mùi. Thì chúng sanh mình cũng vậy thôi. Hằng ngày mình không có làm một cái gì để xử lý những cái căn bản phiền não đó thì chính mình sẽ biến chất. Và biến chất có đôi khi nó ở một dáng như vậy. Thì Đức Phật có dạy trong một bài kinh, có những loại trái cây ở bên ngoài nhìn thì xanh mà ở trong thì nó chín. Có những loại trái cây ở ngoài nhìn thì chín mà ở trong thì sống. Có những loại trái cây trong sống, ngoài cũng sống. Và có những loại trái cây trong chín, ngoài chín. Phật thì mình nghe bài kinh đó xong thì mình lâu lâu mình nhìn lại mình coi mình thuộc trái cây nào. Trái cây là trong thì sống, ngoài thì mình là ngoài thì chín trong sống, hay là trong sống ngoài cũng sống, tùy theo cái thật tâm tư duy quán chiếu của mình. Cho nên những ngày qua đại chúng về đây nói là mình tập tu gieo duyên, nhưng mà thật sự đại chúng rất cần chánh niệm để mình đặt cái sự gieo duyên của mình mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi sự, mỗi việc đúng mức thì chưa đủ. Đúng mức thì chưa đủ. Nếu mình thật tâm mình hạ thủ công phu, từ cái tướng đi, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái xếp áo, từ cái việc làm của mình, mình làm sao mình thể hiện bằng cái hình tướng của người xuất gia. Và nếu như trong 10 ngày mình tâm niệm mình đang là người xuất gia thì mỗi bước, mỗi việc của mình nó sẽ không đến nỗi thô tháo hay là mất chánh niệm. Cho nên ở đây mình đến với đạo tràng giống như là mình có mặt cho đại chúng, mình huân tu một phần cho mình, nhưng về nhà cái sự nỗ lực của mình cũng cần lắm để nó nuôi dưỡng. Những gì mình ở đây giống như mình thu nhặt vậy đó, mình lấy cái tinh yếu, mình lấy mình lấy cái đề mục, rồi mình về nhà mình làm bài tập, mình chi tiết thêm, tại vì ở nhà mình có thời gian nhiều hơn. Ví dụ bây giờ bắt đầu mỗi khi mình ăn cơm, mình sẽ không còn ăn cơm với lại cái tivi nữa, mình sẽ không còn ăn cơm với cái điện thoại nữa, mà mình bắt đầu bới cơm ra mình ăn trong chánh niệm. Không nhất thiết phải mặc áo tràng nếu mình ăn mặn bình thường, cứ ăn cơm bình thường. Nhưng mà cái bữa ăn đó, trước khi ăn mình biết gửi lòng từ bi, cảm ơn vạn loài vạn vật đã cho mình có được bữa ăn. Hay là quý vị đọc năm quán nguyện mà mình học mấy ngày nay ở trong quá đường đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Mình đọc cái đó trước khi mình ăn thì như vậy mình cũng đã gieo duyên một phần rồi. Và bây giờ bắt đầu cái bữa ăn của mình sẽ có chánh niệm hơn. Rồi định cho mình một thời khóa, đây là cơ bản nha, định cho mình một thời khóa, mỗi ngày ít nhất phải có một thời ngồi thiền tụng kinh. Không sáng thì chiều, ai giỏi thì hai thời, ai bận rộn quá thì một thời. Thí dụ 10 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh, hay là 15 phút ngồi thiền, 10 phút đọc kinh. Không có nhiều thì trong vòng 30 phút mình chia ra 30 phút đó, 20 phút ngồi thiền, 10 phút tụng kinh, hoặc 15 phút ngồi thiền,
15 phút đọc kinh. Để chi? Cái đó nó giữ lửa tinh tấn, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình. Và đồng thời á, mình nói trời ơi, có một ngày có nửa tiếng mà tu cái gì, vợ tiếng mà không tu á, đợi tới có 2 tiếng mà tu thì không chắc không có nữa. Nửa tiếng không có làm gì, nó thôi đợi đi, sau này về hưu rồi tu. Biết mình có cơ hội đó không? Hay là khi về hưu rồi thì mình thấy mình rảnh quá thì mình lại có việc khác, phải không? Cho nên quan trọng là mình phải hạ thủ công phu. Cái từ đó, từ trong nhà Phật, hạ thủ là gì? Buông tay mình xuống. Buông tay xuống để làm gì? Để đặt mình vào cái việc công phu tu tập. Cho nên nên tập cho mình có một thời khóa, có một cái thời khóa nhất định. Thí dụ thôi, vì bệnh duyên, vì đi làm, về trễ, mình không thể tụng kinh đúng cái giờ mình quy định được. Tại mình thì quy định là 7 giờ tối, nhưng mà tuần lễ này mình làm trễ hơn, thì về mình có thể tụng kinh trễ hơn. Mình trễ không phải vì lười biếng, mình trễ vì công việc. Nó không có khác. Nó có cái lý do nó trễ, và mình vẫn giữ sự tinh tấn của mình ở một giờ khác thôi, chứ không lấy lý do là lý do khác. Hai cái nó khác à, một cái lười dạng cái do thời gian, do sức khỏe mình nó khác. Đó là Pháp Hoài nhắc đại chúng như vậy. Dù quý vị về nhà không có đắp y, nhưng mà cái áo mình đang mặc nó cũng là áo giới đó, y đó. Đâu, cái y của mình đó, mà y này là y năm giới. Y năm giới đó, tại vì cái áo của mình ở trước nó có 2 vạt, ở sau có 2 vạt là 4, ở bên trong có 1 vạt nữa là 5. Thì 5 cái vạt đó là tượng trưng cho 5 giới mà người cư sĩ hàng ngày mình thực tập. Thì Pháp Hòa xin nhắc sơ như vậy. Thì giờ phút này đây chúng ta có được khoảng 40 phút để mình trả lời câu hỏi, nếu đại chúng có những gì thắc mắc trong phạm vi tu tập của mình. Người cha có tinh thần, sau đó về nhà giết mẹ con để đi theo thân từ, nhưng vì lý do nào đó đứa con vẫn sống sót được và không chấp nhận người cha như vậy, thì theo Phật pháp thì suy nghĩ như thế nào? Tùy theo gia đình nhìn Phật giáo như thế nào. Tại vì xưa nay á, dù bất cứ ai học Phật pháp, có nghĩa là mình học cái cách sống chánh niệm, học cách sống có tỉnh thức, sống giảm làm khổ đau cho người, sống là chế tác hạnh phúc, sống tích cực. Nếu ai đó nhìn Phật giáo như một tôn giáo đức tin thì người ta khó chấp nhận lắm. Tại vì đạo mọi người ta có cái ranh giới giữa đạo này với đạo kia. Thành thử ra nếu mà người con khéo léo một chút, không nhất thiết là mình công khai, mình chính thức, mình nói mình theo Phật gì cả, nhưng mà thật sự trong đời sống một người công giáo vẫn có thể thực tập những điều Phật pháp. Bằng chứng là Pháp Hòa đã gặp rất nhiều vị, các vị vẫn giữ đạo Chúa nhưng mà hàng ngày vẫn nghe pháp và thực tập những gì mà Pháp Hòa hay là các thầy chia sẻ. Tại vì quan trọng là mình nên tiếp nhận Phật pháp như một giáo pháp tu tập, như một giáo pháp, một con đường để chuyển hóa, để tu tập, chứ không phải chỉ thuần ở cái mặt đức tin. Cũng giống như thức ăn vậy đó. Thức ăn thì không có phân biệt đạo nào mới được ăn, mà hãy nói là ngon thì ai cũng có quyền được hưởng. Thì Phật pháp nó cũng giống như thức ăn vậy thôi, ai cũng có quyền được hưởng món ăn đó. Chánh niệm, thí dụ Pháp Hòa nói 5 giới nè, bây giờ mình nói 5 giới thôi. Ý thức được khổ đau không sát hại, ý thức được sự bất công không trộm cắp, ý thức bổn phận của mình cho nên nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm, ý thức được lời nói có chánh niệm đưa đến hạnh phúc, cho nên người
phát nguyện không nói những điều làm gây khổ đau cho người khác qua lời nói của mình, và thực tập hạnh lắng nghe. Ý thức được thân thể này ông bà tổ tiên trao truyền, cho nên mình không có tổn hại cái thân mình bằng rượu, bằng các chất độc tố. Như vậy mình đọc ra năm cái điều này nghe giống như năm giới của đạo Phật, nhưng mà thật sự ra nó đâu liên quan gì đến bất kỳ một tôn giáo nào. Mà tất cả con người nào có mặt trên thế gian này, muốn tự thân mình có được một đạo đức tốt, muốn gia đình mình được một cái hạnh phúc, xã hội mình có được sự bình an, thì đây là năm cái điều cần nên thực tập. Như vậy thì nó giống như một món ăn, mà không phải đạo Phật mới cần hạnh phúc mà đạo Chúa thì không. Hay nói ngược lại là đạo Chúa mới cần hạnh phúc, đạo Phật thì không. Tại vì chúng ta kẹt ở cái chữ đạo, chúng ta kẹt ở cái chữ đó đó. Đạo là một tôn giáo, là một đức tin, đúng. Nhưng mà Phật giáo nó rộng hơn cái đó nữa. Nó không có hạn hẹp ở đó, là Phật giáo nghĩa là con đường tu tập, chánh niệm, sáng suốt, thí dụ vậy. Thành thử ra mình, nếu mình kẹt ở cái đó thì mình bắt đầu ranh giới. Ví dụ này, khóa tu này chỉ dành riêng cho người Việt Nam, chứ người nước ngoài cũng không dự được. Hay là đạo tràng này chỉ dành riêng, là mình có ranh giới. Còn mình nói là khóa tu dành cho tất cả những ai mà có lòng muốn tu, thì trong đạo tràng đây đang có những vị đạo Chúa trong ngay trong khóa tu này. Và có những người, các vị đó, có những vị tới đây gia đình gốc Chúa, nhưng mà không có vô nhiều khóa tu, mà phục vụ mình ở ngoài, phục vụ mình ở ngoài ngày đêm ở ngoài, tại quý vị không biết thôi. Nhưng mà các vị đó đâu cần nói gì đâu, mà các vị đến đây với cái tâm gì? Tâm phụng sự. Tôi đến đây vì cái tâm phụng sự, cái gì lành thiện tốt đời đẹp đạo mọi người tôi làm, vượt được cái đó thì mình sẽ sống rất là thoải mái. Cho nên đó, Pháp Hòa có một ông cảnh sát đệ tử, ông gia đình cũng gốc Chúa, thì khi mà ông đến đây ông tu tập á, thì gia đình không có chịu. Mà ông có làm gì đâu, chỉ mỗi thứ sáu ông lên ngồi thiền thôi. Ngồi thiền rồi nghe Phật Pháp, rồi về nhà bắt đầu sống, rồi bắt đầu nói những cái điều mà gia đình thấy nó không có giống như ổng như ngày thường. Bây giờ chỗ nào nó vui được thì mình phải hạnh phúc cho nó chứ. Cho nên hai ông bà đi tìm tới đây, rồi đi ra, khi đi về nói hèn chi. Thì đó là cái câu chuyện của cái vị cảnh sát đó. Anh Pháp Quy với Pháp Hòa, Pháp Hòa cho pháp danh là Chánh Thiện. Rồi của một gia đình khác cũng y như vậy, tất cả đều là người ngoại quốc. Thì ông này trong một cái tai nạn xe, cả nhà mất hết, vợ con chết hết. Thì kể từ đó là ông sống trong một cái cảnh rất là khổ đau. Rồi tầng sau này nữa, ông mang một chứng bệnh, ông bệnh thận, rồi đi counselor, đi rất nhiều. Cuối cùng thì cái người đó mới chỉ lên chùa. Nó thôi, cái người counselor nói đừng có tốn tiền với tôi nữa, tốn tiền riết họ thấy tội luôn, nó đừng tốn tiền với tôi nữa, vô đi lên cái chùa ở đường 97 học thiền. Thì cái chú này lên rồi học, rồi bắt đầu tu tập chuyển hóa. Thì cuối cùng có một ngày nọ ông xin quy y, thì Pháp Hòa mới nói thôi thì nếu mà gia đình ông chưa có chấp nhận á, thì ông cứ thực tập vậy thôi, không cần phải làm lễ nữa, ông cứ thực tập năm giới là được rồi. Thì đến một ngày kia gia đình thấy ông có niềm vui trở lại, và trong cái ngày lễ quy y của ông, chính gia đình ông đem năm cái giới in thành một cái bản như một cái cạc á, thật là lớn, để làm cái món quà tặng cho ông. Một cái cạc chúc mừng, mà cạc đó bằng năm cái giới mà ông đã thọ trong ngày hôm đó. Thì như vậy, Pháp Hòa thưa, như vậy là quan trọng là cái người con nữa, mình hiểu được tâm ý của gia đình,
mình cũng không có nên chống trái, làm cho gia đình không vui. Tại vì Phật giáo rất là flexible, rất là uyển chuyển, phải không? Nếu mình đã có con đường mình đi, mình đã có pháp môn mình tu, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Không, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Quan trọng là trong nội tâm của mình, trong thâm tâm của mình đã có được cái pháp môn, đã có được cái sự tu tập. Mà ở đây không hề có cái ý là mình tu tập để được trở thành một tín đồ gì cả. Quan trọng là mình có được một người sống chánh niệm an lạc. Mà đã có chánh niệm lạc thì mình có cách uyển chuyển với gia đình. Không nhất thiết mình phải phô trương, mình nói mình là một Phật tử, mình đã quy gì hết. Không, mình tùy thuận với gia đình. Nhưng hàng ngày đời sống của mình vẫn là những cái điều gì chúng ta được học hỏi từ Phật Pháp. Thì như vậy, Pháp Hòa nghĩ như vậy á, nó vừa nói lên được cái đạo lý mà mình đã thực tập, và mình không có lỗi với gia đình. Có thể gia đình mình nhìn mình như một người phản đạo, một người bỏ gốc, thí dụ vậy. Cho nên theo ý thầy riêng Pháp Hòa thôi, tức là mình nên thực tập như thế nào. Mà cái bản chất của Phật giáo là tùy duyên mà bất biến. Ngay cái giây phút này đạo hữu sẽ thực tập được cái giáo lý gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến là gì? Là cái cách tu mình, cái con đường tu mình, cái tâm tu mình không thay đổi, nhưng mình biết tùy duyên, phải không? Gọi là tùy duyên bất biến. Và trong lòng mình thì bất biến, nhưng rất biết sống tùy duyên. Không làm cho gia đình buồn khổ vì một cái chuyện rất là bình thường, rất là nhỏ đó thôi. Là mình đã... Tại vì sao? Tại có những gia đình người ta sống rất nặng về cái đó. Thì mình nên nhẹ nhàng để làm sao gia đình không khỏi phải lấn cấn, khó chịu, chỉ vì mình thực tập Phật giáo. Mà vốn dĩ Phật giáo không hề muốn mình phô trương một cái quảng cáo là một tín đồ gì hết. Mình đã biết ứng dụng lời Phật thì ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên cái này mà đối với đạo Phật thì rất dễ. Những cái đức tin khác thì có thể không, nhưng mà riêng với Phật giáo thì không có thành vấn đề. Tại vì đây là một phương pháp tu tập. Nhưng mà anh phải hiểu được hoàn cảnh của anh như thế nào để anh tu. Có những chị Phật tử lấy chồng đạo khác và gia đình tuyệt đối cấm, không muốn thấy bất cứ một cái gì của Phật giáo. Thì quý vị biết, chị này chỉ kể, khi nào mà gia đình con đi vắng hết, không có ai, thì con mới mở cái gói nhỏ con có, trong đó có một bức tượng Quan Âm nhỏ xíu. Con đặt Đức Quan Âm ở trước phòng của con, rồi con đọc kinh hay con làm, con xá lễ gì rồi, con gói lại con cất. Quý vị thấy khổ không? Nhưng mà vẫn thể hiện được cái tu thôi. Cũng giống như hồi xưa Việt Nam mình mới qua đây vậy, chưa có chùa chiền gì hết á, đi mướn mấy cái ho, mướn cái community ho để làm lễ. Cái mỗi cuối tuần cái bài Phật ra, cái tập hợp tới tụng kinh. Tụng kinh xong hết rồi bắt đầu gói Phật lại để vô thùng được, đem vô kho. Đem Phật vô kho cất, rồi cuối tuần bưng Phật ra. Tức là suốt tuần Phật ở trong kho. Rồi đầu tuần gọi là cuối tuần Phật mới được ra kho ngồi, thoải mái được một chút. Đó. Nhưng mà mình thấy được cái tinh thần tùy duyên bất biến, cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Và vì mình không phải là một đức tin tôn giáo bắt buộc gì trong hình thức đó, cho nên rất dễ dàng trong việc thực tập đó. Cho nên theo ý Pháp Hòa thì nên khéo léo một chút. Mình tu tập như thế nào để người khác không khó chịu với cái tu tập mình thì mình mới thành công trọn vẹn. Còn nếu như vậy thì mình được 50% là phần mình, nhưng 50% kia là mình đã không làm cho gia đình vui vẻ với cái cách sống của mình. Thì như vậy mình cũng chưa gọi là thực tập giỏi. Quý vị nhớ Phật dạy mình ha, làm việc gì mà mình vui, người khác vui thì cái đó nó trọn. Còn nếu như ngược lại, mình lợi mình mà hại người thì cũng không nên. Mà ngược lại, lợi cho người mà hại cho mình cũng không nên. Pháp Hòa hay ví dụ trường hợp này. Mình nấu ăn, mình nấu ăn á, thì mình nấu làm sao mà mình ăn được và người khác cũng ăn được.
mình nấu xong cái người ta ăn không được hay sao vậy? Cay quá. Mình ăn cay nhưng đâu có nghĩa là mọi người ăn cay được đâu. Cho nên cái món gì mà cay á, mà mình đừng nấu quá cay, để người khác ăn, ai thích thêm thì người ta thêm. Thí dụ bây giờ người ta ăn không được thì cũng có sao đâu, nhưng mà mình sẽ uổng đi, mình mất một số người thưởng thức cái món ăn của mình, chi bằng mình nấu cái gì mà nó có thể ăn được. Giống như á, mỗi lần mà chùa mà có lễ có khách á, mà có người phương Tây hoặc là các bạn trẻ nhiều á, Pháp Hòa thường nhắc mấy cô, nếu mình thấy trong cái số lượng ngày hôm nay tới ăn đa phần là những người trẻ thì đừng ăn những cái món quá Việt Nam mình, chẳng hạn như rau củ kho thập cẩm, mắm già rau, mắm thái, mắm chân. Trời, mấy cái đó đối với mình là nhức luôn, nhức lầu. Mà ăn với rau là ăn sập lầu. Nhưng mà nó ăn được không? Nó không ăn được. Nó nói đi chùa đồ chay terrible. Như vậy một lần thôi, lần sau mình mời nó tới chùa ăn nữa không, đồ chay ghê lắm. Mà những người đó tới chả giò, mì xào, xà lách, những cái món ăn mà đa phần phổ thông mọi người ăn được, như vậy mình mới thành công trong một bữa đãi tiệc. Rồi nhìn tới nhìn lui mấy đứa nó ăn toàn là dessert không à, còn Việt Nam y ngồi nhít mắm ăn như dưa leo ngon lành vậy đó. Mà mấy đứa nhỏ nó ăn không được, uống đi. Trong khi đó mình có hàng rất nhiều những món ăn đa dạng. Như vậy ở đây nó thiếu cái tính chất nguyễn chuyển, biết cách của đạo Phật, mà vốn đạo Phật cung ứng cho mình cái đó rất nhiều, mà mình không học được cái đó thì nó rất ổn. Cho nên đạo hữu ráng một chút, đạo hữu nào trong trường hợp này đã ráng một chút, phải nói lên cho được cái tinh thần tu tập của mình là mình vui, gia đình cũng vui. Phật giáo có nhiều lúc đệ tử mình bị hy sinh lắm, bị lép vế lắm. Không? Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ nhẹ nhàng của đạo Phật. Như một người đệ tử lên xin thưa với người thầy, con bây giờ theo chồng con phải cải đạo. Người thầy nói thôi thì nếu mà thầy khư khư giữ con thì con sẽ mất hạnh phúc, như vậy đâu phải là đạo Phật. Không? Mình thử cố gắng chút, mình làm sao cho trọn vẹn cả hai bên thì nó vẫn tốt hơn. Thí dụ á, trong một cái biểu quyết, số đông sẽ thắng số nhỏ, được phải không? Đó là nguyên tắc căn bản xưa giờ. Nhưng mà vì sao cái số nhỏ chống mình? Tại họ không hiểu, họ chưa rõ vấn đề thì họ chống. Vậy thì bây giờ bổn phận của chúng ta làm sao cái số nhỏ đó họ thông hiểu luôn, để trọn vẹn cùng một cái ý đó. Chứ còn mình lấy cái nguyên tắc xưa nay là đa số thắng tiểu số thì được rồi đó. Nhưng mà giờ cái tu tập của mình, cái thực tập của mình sao cho nó hay hơn một chút, là trách nhiệm của mình bây giờ là nói làm sao cho cái số nhỏ họ hiểu. Cho nên các vị không cần quảng cáo đạo Phật gì cả, chỉ cần cái cách sống của mình, cái cách ứng dụng của mình, rồi gia đình sẽ nhẹ nhàng nhận mình thôi. Cái này khoe ăn chút ha. Hồi nãy trước khi lên đây có một gia đình đạo chúa lên thăm quà, mà quà đâu biết, mà xưa giờ chỉ nghe tiếng mà chưa bao giờ gặp mặt. Gia đình đó biết có quà nhưng mà chưa bao giờ thăm. Thì hôm nay tự nhiên gia đình lên thăm và gửi cúng dường. Pháp Hòa cũng nhận cúng dường xong, Pháp Hòa đâu biết ai. Khi ra tới cửa thì người con mới lại nói nhỏ: gia đình con đó, tất cả gia đình Thiên Chúa giáo hết. Nhưng mà người ta vượt được cái chỗ đó, và người ta đã đến với mình một cách rất là nhẹ nhàng, trong cái thân tình. Như vậy thưa đại chúng, nếu mà mình thật sự ra mình vượt được cái ranh giới chia rẽ đó, mình đi đến một cái dễ thương lắm. Cho nên cố gắng cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, từ từ
sẽ làm tan hết những cái đường ranh đó. Có thể còn hỏi thêm một chút nữa. Dạ. Là như vậy, có một cái vấn đề rất khó thì một trường hợp trong nhà là cái gia đình Thánh giáo thì cái sườn của đạo Thánh giáo là cúng kính kinh thánh. Thành ra bài kinh của Công giáo thì có hai việc: một là tinh danh Thiên Chúa, hai là nhờ xin Thiên Chúa ban phước cho mình, chỉ có như đó thôi. Mà tất cả bài kinh nào trong đạo Công giáo đều chỉ xung quanh chỉ có hai cái khái niệm đó thôi. Nhưng cái vấn đề khó là trong gia đình đó, lấy ví dụ bà mẹ sẽ nói là mày không theo đạo Công giáo sau này mày sẽ xuống địa ngục, mày theo Chúa thì sau này mày sẽ lên thiên đàng. Nhưng những cái câu nói đó sẽ làm mày lấy ví dụ nói với con sẽ làm con khởi tâm sân, con sẽ nói với mẹ con là má nói như vậy không có đúng. Thiên đàng với địa ngục cái đó là người tốt thì phải sống thoải mái hơn, thiên đàng chưa chắc đã sướng, địa ngục chưa chắc đã khổ, mà làm sao mà biết được cái đó. Con đi theo đạo Phật và con tu tập theo cái phương hướng là con sống, con tu tập cho bản thân con và con làm những người xung quanh con vui lòng, chứ con không có theo Chúa. Thì từ những cái đó mà được khởi tâm sân, lúc nào cũng có vấn đề giữa cha mẹ và con cái. Thì theo thầy cái đó cũng nên không, hay là cứ nhắm mắt là ok, mà con nhớ lại cho con nghe. Có những cái mình chỉ cần dùng hai chữ như thị, như thị. Như vậy đừng cãi. Trong kinh Pháp Hoa nó có thập như thị. Thấy không? Nhân duyên nó là nhân như vậy, quả như vậy. Thì mình nhớ rằng có những việc mình cứ dùng cái pháp như thị nghĩa là các pháp nó như vậy, là như vậy. Mình đừng có thêm cái gì mà cũng đừng có chống cái gì, để cho nó nhẹ nhàng. Quan trọng là mình nhận cái gì. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, đây là cái bình bông, mà bây giờ chú nói không, đây là cây xoài, rồi giờ chú không lẽ chú cãi hoài, thì thôi cứ như vậy đi. Rồi từ từ rồi bông qua gì sẽ tính sao. Mà cái người chú cãi là người thân của mình đó, chi cho nó không cần. Bà nói thì mình cứ nghe, còn mình đi đâu thì đi theo cái cây. Cây nó ngã về đâu nó ngã, hễ mà nó ngã về trái, nó nghiêng về trái, thì khi cây nó đổ gãy nó sẽ về trái. Còn ai nói gì mình đâu có cần cái chi mà mẹ mình nữa, thôi vậy đi cho nó nhẹ nhàng. Ai gì là Phật chứ, thôi mình đừng có bàn chuyện tôn giáo nữa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Dạ. Con xin có một chút xíu con hỏi thầy để cho con một cái kiện. Dạ. Con thề buôn bán nhưng mà con làm tất cả các thứ bánh để con bán. Nhưng mà bây giờ con thề con muốn tu, con không có muốn bán đồ mặn nữa. Nhưng mà nếu mà con bán đồ mặn thì không ai mua đồ con hết trơn á, tại vì toàn là khách của con, toàn là khách ăn mặn không à. Mà con thì con không muốn làm, nhưng mà người ta có năn nỉ con hoài làm hoài thì con không biết sao. Nếu mà giờ con muốn nghỉ bán luôn mà thì nhiều người khách quen người ta có năn nỉ, thì con làm mà con không có sắc xanh, con đi mua thịt ở chợ về con làm thôi. Nhưng không biết như vậy thì thầy giúp con để con có ý kiến nào, để tại vì con muốn tu, con không muốn đụng tới cái thịt của chúng sanh nữa. Nhưng mà Phật tử, tất cả mà người bạn bè của con, khách hàng của con đều muốn ăn mặn không, ăn chay hết rồi sao thầy? Thầy cho con ý kiến.
Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Thế là bây giờ cô một mặt thì không có muốn bán thức ăn mặn, rồi một mặt thì muốn tu, rồi ở mặt kia thì ta năn nỉ quá. Giờ thầy giúp ý kiến sao phải không? Thôi dễ thôi, đừng làm gì hết, vô đây ở. Thưa đại chúng, thật ra là như thế này, Pháp Hòa hay thưa với quý vị rằng mình là một người còn ở trong đời. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa cản không cho cô làm, nhưng mà Pháp Hòa đâu có việc gì khác để mà cung ứng cho cô. Hay Pháp Hòa nói thôi cô đừng sát sanh nữa, để hàng tháng chi nhiêu tôi chi cho. Em đâu có làm được chuyện đó đúng không? Thì không làm được thì cái đó là cái việc của cô trong đời sống. Mình làm để mình có sự sống, và trong cuộc sống này là bắt buộc có những cái chúng ta chưa trọn vẹn được, chúng ta nhận cái phần đó. Nhưng bên cạnh đó, tu nó có rất nhiều cách. Thì cô tu ở cái mặt đó cô còn chưa được, là vì sự sống. Ngoài ra những việc khác cô làm được thì cũng là tốt rồi. Cho nên vì sự sống chúng ta làm. Còn cái chuyện bên cạnh đó, cô vẫn có thể cô tập ăn chay, hay là cô cúng bố thí, hay cô giúp người nghèo, cô làm bất cứ những cái việc thiện lành khác, tu tập khác trong năm giới. Có thể cái đó nó nằm ở cái giới thứ nhất một chút, còn bốn giới kia cô ok đó, thì coi như là mình cũng đã tu tập trong một cái phạm vi của cư sĩ rồi. Chứ đâu phải vì cái chuyện đó rồi nó trời ơi tội chết rồi, không có tu hành gì nữa hết đó. Thì rốt cuộc cái người ta thối chí quá. Trong khi đó người ta còn giới không nói dối, không trộm cắp đó. Ví dụ bây giờ cô buôn bán đó, buôn bán là phải thật lòng, phải thật thà, thấy không? Cô làm cô bán cho người ta thì cái nào mình làm ra cái đó, mình lấy tiền người ta thì mình phải bán cho đàng hoàng, cũng là cái phước rồi. Thậm chí mình bán vậy đó, nhưng mà mình biết gia đình nào người ta khó khăn hơn, mình có thể thêm cho người ta một chút, thấy không? Hoặc là sau đó mà trong nó vẫn có cái đạo đức ở trong cái việc làm của mình. Các vị cũng đừng có bị kẹt vào cái chỗ đó nhiều quá rồi mình cứ phân vân tu tập mà nó không có thoải mái. Mình biết rằng cái này là công ăn việc làm của mình cho sự sống. Rồi quý vị thấy không, trong xã hội nè, người mở nhà hàng, người còn đi chài tôm, chài cá, tất cả các công việc khác. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ một cái người đó, họ không làm giống mình, họ làm ở một cái hãng gỗ, họ đi cưa cây. Rồi cưa cây về làm gì? Cưa cây về làm tượng Phật. Nghe thì rất là một cái nghề rất tốt, nhưng mà trong phạm vi nếu mà chi tiết ra là cái là có đó có lỗi không? Cho nên nếu mà nói rằng nếu mà muốn chi tiết á, thì không có việc gì chúng ta làm mà không có lỗi. Ngay cả khi mình nấu ăn đây nè, đó, nấu ăn cho đại chúng đó, nhưng mà thí dụ mình nấu một số lượng quá nhiều mà mình không đủ tủ lạnh để mình cất, có thể chiều lại là cái món mình nấu nó đã hư rồi. Thay vì giờ ăn được thì thành thử ra đổ hết. Hoặc là mình nấu dư nhiều quá, ăn không hết, rồi để lại nó cũng đổ đi. Cho nên trong cái việc làm đó, không phải mình cố tình, nhưng mà trong cái vô tình mình cũng đã phí phạm thức ăn. Thành thử ra ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu mà chi tiết bắt lỗi đó thì việc làm gì của mình cũng đều có cái sai trong đó đó. Nhưng mà thôi thì cái việc của cô cứ làm. Thì bên cạnh đó thì cô tu tập được những cái việc khác. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi, xin thầy giải thích cho con cũng như các bạn của con biết. Cũng như là chúng con niệm Phật hay là niệm Quan Thế Âm,
thì con cũng có nghe qua là cái nghe và cái tánh nghe thì niệm như thế nào, và cái nghe và cái tánh nghe là như thế nào, xin thầy giải thích. A Di Đà Phật. Hỏi còn không hiểu nên lấy gì nói. Tại tại vì con nghe nói như cái câu là niệm Phật nhất tâm, như thầy hay tụng á, là niệm Phật nhất tâm. Thì làm sao nhất tâm, thì con thắc mắc ở cái chỗ mà tánh nghe và cái nghe là như là niệm bằng miệng và niệm bằng tâm, thì hai cái đó đó con chưa có hiểu kỹ lắm. Dạ, cảm ơn cô. Thưa đại chúng, là khi mình niệm Phật á, thì nó có hai cách. Thí dụ như đấy, đại chúng niệm Phật thì đa số chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì liền? Nghĩ tới là mình lấy cái miệng của mình đọc lên cái tên Phật thì mình gọi là niệm Phật. Nhưng mà thực tế cái chữ đó mình làm nó chưa đúng. Nếu mình lấy cái miệng mình đọc tên Phật á, thì đúng ra chỉ gọi là đọc tên Phật thôi, chứ gọi chữ niệm Phật á, nó không có cái chữ niệm đó, mà mình hành động đó nó chưa đúng cái chữ đó. Vì chữ niệm nghĩa là nhớ, nhớ Phật chứ gọi là niệm Phật. Thí dụ như mình có một món quà mình giữ lại để cho mình nhớ thì gọi là lưu niệm. Rồi một cái người đó tặng cho mình món quà rất là lâu rồi, bây giờ mình nhìn tới cái đó thì mình nhớ tới cái tình cảm của ngày xưa, gọi là kỷ niệm. Phải không? Rồi những cái gì đó đã xảy ra, rồi chúng ta nhớ lại, hồi tưởng lại, gọi là hoài niệm. Như vậy chữ niệm con đợi nghĩa là nhớ, chứ nó không phải là đọc. Còn ngày nay mà nó đại chúng xin nhất tâm niệm Phật, cái là bắt đầu lấy cái miệng mình đọc lên. Vậy thì đúng ra là cái đó là đọc tên Phật chứ không phải đúng nghĩa của chữ niệm Phật. Tại vì chữ niệm phải là nhớ, là trong lòng mình có nhớ mình mới đọc ra được cái đó. Bây giờ Pháp Hòa không nhớ pháp danh cô, cho nên gặp cô không gọi đúng tên, không gọi cô phải được, tại vì đâu có nhớ. Phải không? Như vậy mình gặp người đó mình nói cô Bông, là tại mình có nhớ cô đó là Bông. Hiểu ý không? Mình có nhớ mình mới nói được. Như vậy thì mình trong lòng mình có nhớ tên Phật thì mình mới gọi tên Phật được. Như vậy cái miệng niệm đó là cái hành động thứ hai, do cái lòng mình nhớ tên Phật cho nên mình mới niệm. Như vậy thì nhưng mà đa phần chúng ta chưa thấu được cái đó, chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nói niệm Phật lấy miệng niệm, thì cái đó chúng ta chỉ đọc tên Phật. Còn nếu mình tâm mình niệm á, là không phải chỉ ở trong chánh điện, không phải ở thời kinh, mà đi đứng nằm ngồi mình dẫn. Nếu người hành niệm Phật là câu niệm Phật dẫn văng vẳng trong tâm họ. Còn nếu mà sâu sắc hơn trên phương diện hành xử tu tập á, thì bất cứ việc gì mình làm á, mình đều lấy cái sự giác ngộ ra, tỉnh thức ra, mình áp dụng trên đó, thì cái đó là niệm Phật đó, là tâm niệm đó. Pháp Hòa ví dụ như là cô nhờ Pháp Hòa đi chợ, rồi cô Pháp Hòa nghĩ cô già lẫn không có nhớ gì hết trơn, thôi kệ đi, mình mua ít mình nói nhiều cũng được, mình mua xong mình tráo biêu mình nói ai biết gì đâu, không? Nhưng mà trong cái việc làm đó mình không có niệm Phật. Nghĩa là nếu mình có niệm, nếu giác đó, nếu mình có giác ngộ mình không làm. Mình mua 5 đồng thì nói 5 đồng, chứ không nói mua 5 đồng nói 7 đồng. Hay là mình lấy, mình lợi dụng người ta đi chợ, mình mua thêm món hàng của mình rồi tính chung bill với người ta. Những cái đó, việc làm đó không chánh niệm thì cũng không gọi là niệm Phật. Như vậy niệm Phật nó có nhiều cái tầng bậc. Đơn giản sơ cơ là đọc tên Phật, còn sâu sắc là nhớ tên của Phật, nhớ Phật. Còn đúng nghĩa nữa là bất cứ hành động nào của mình cũng đặt Phật, đặt sự tỉnh thức giác ngộ ngay trong việc làm đó.
Cho nên trên cái mão của các vị Bồ Tát á, thường có một cái hình Phật ở trên. Quan Âm cũng có, Địa Tạng cũng có. Tại sao các mão của Bồ Tát có hình tượng Phật trên đó? Là biểu tượng rằng Bồ Tát là hành động độ sanh. Nhưng mà hành động độ sanh đó lấy cái tâm gì để làm? Tâm Phật. Như vậy đời sống của chúng ta là phàm phu, nhưng chúng ta làm việc gì, chúng ta phải làm bằng tâm giác ngộ, tâm của Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật. Còn cái nghe và cái tánh nghe, cái nghe là cái bên ngoài thôi. Ví dụ Pháp Hòa nói cô ơi, cô nghe, thì cái mà cô nghe cô ơi đó là cái nghe của cô thôi. Tại sao mình nghe? Là tại vì mình có cái căn là lỗ tai. Lỗ tai rồi có đối tượng của cái lỗ tai là cái tiếng, là âm thanh. Cho nên mình nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận được một phần thôi, là khi nào có tiếng mình mới kêu là có tiếng. Bây giờ đặt trường hợp im hết, Phật hỏi cô có nghe gì không? Có nghe gì đâu, im ru hà. Vậy là im ru là cái tiếng mình nghe đó. Khi có tiếng mình nghe có tiếng, khi không có tiếng mình vẫn phải nghe không có tiếng. Tại vì cái tánh nghe không có mất. Cái tánh nghe là cái bản chất, cái nature, cái chất bản chất của nghe nó không mất. Rõ ràng mình mới nói đó, có nghe gì đâu, im ru hà, im phân phát hà. Còn nếu mình muốn diễn đạt nữa, im ru bà ru à. Vậy thì cái im phân phát đó cũng là cái mình nghe. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận có một cái thôi, khi nào có tiếng thôi. Còn khi không có tiếng cái mình nó không có nghe. Như vậy thì mình chưa thật sự thấy được cái tánh nghe của mình. Bây giờ quý vị hiểu được tánh nghe không? Ngược lại cái tánh thấy, khi có hình tướng cho nó, ôi cái đó đẹp lắm nha. Khi đi vô một căn phòng tối, có thấy gì không? Thấy gì đâu, tối hù ha. Cái tối hù là cái mình thấy. Tối cũng là một cái thấy, sáng cũng là một cái thấy. Nhưng mà chúng sanh mình cũng chỉ kẹt có một cái thôi, là thấy được cái tướng thôi. Khi nào nó sáng rõ cái hình. Còn cái tối á, mình vẫn thấy mà cứ chạy chối nó là không thấy. Cho nên mình mãi lăn xăng, xoay cuồng, phiền não, tranh chấp, gây gỗ là như vậy đó. Cho nên á, thí dụ như mình nói thôi thôi nín đi tôi hiểu rồi, nó nhiều quá. Anh hiểu nhưng mà anh hiểu chưa hết. Tại sao anh không hiểu hết? Là tại vì anh không có chịu khó lắng nghe. Bây giờ anh làm ơn anh ngồi yên, anh nghe cho người ta nói thêm khúc đuôi đi. Nghe xong rồi, trời ơi vậy hả? Mà phải hồi nãy mà mình ngồi nghe được là cái chuyện này nó đã giải quyết một tháng trước rồi. Như vậy chúng ta mà cũng có cái hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu lầm, chứ không phải là không hiểu. Chúng ta vẫn hiểu mà hiểu lầm và hiểu không hết. Là vì sao? Vì chúng ta thiếu kiên nhẫn của lắng nghe. Cuộc sống này quý vị nhìn cho kỹ coi, không có gì ngoài sự đối xử với nhau, hành động và lời nói. Giận nhau nghiệm lỡ đi. Giận nhau là vì cái gì? Toàn là việc hành xử và lời nói. Cho nên tại sao Đức Phật dạy mình dạy tới dạy lui tất cả các pháp của Ngài, không có cái gì khác hơn là Ngài dạy mình ráng điều phục ba nghiệp thân miệng ý. Và chính ba cái chỗ này là ba chỗ tạo nghiệp. Ai đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất á, trong kinh có câu nè, trong đó là có ba cái biển, rồi chúng sanh lội qua lội lại trong ba cái biển này, nhớ không? Rồi trong mới xác định một câu, chính là ba cái biển nghiệp này. Thì ba cái biển này là gì? Thân, miệng, ý. Đó là ba cái địa ngục mà chúng sanh cứ bơi trong đó vậy đó. À, cứ sao hết đầu này chạy tới đầu kia, cũng không ngoài cái đó. Cho nên á,
mình tu tập á, sâu sắc thì mình trở về mình nhận ra được cái khả năng sẵn có nơi mình, từ cái nghe, từ cái thấy, từ cái nhận biết tất cả. Tại vì mình thấy, mình biết, nhưng mà sau đó mình thêm vô, rồi mình còn rất là tự hào nữa. Đó, chị thấy không? Nó đâu có qua mặt được tôi. Anh thấy không? Trời ơi, tôi sống tới từng tuổi này rồi. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Tức là mình có rất nhiều những cái câu từ để tưới tẩm vào những cái tri giác sai lầm của mình mà mình không có biết. Và tri giác sai lầm đó, danh từ Phật học gọi là vọng tưởng, trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Và mình diễn giải cho mình dễ hiểu là tri giác sai lầm, nghĩa là mình toàn là nhận thức sự việc không như là, toàn là pha thêm, chế tác, suy diễn, rồi mình tự hào với những cái suy diễn của mình. Và người ta thường có những cái câu như vậy để nói lên cái chỗ gọi là thành tựu của mình. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Đầu tôi sạn không? Rồi đầu tôi là trời ơi, nhìn nó hai thứ tóc, có nhiều khi xin sám hối mà nó tôi sanh ra được nó nữa. Nghĩa là cái hiểu biết của tôi, tức là tất cả những câu từ đó nó nhằm để bồi bổ thêm cho cái vọng tưởng của mình. Vì vậy cho nên chúng mình tu thì cũng có nhiều đó, nhưng mà cái thành tựu của mình không có nhiều, là tại vì mình còn bị chi phối quá nhiều ở những cái mặt khác. Nhất là cái thấy của mình nó không như thật thấy, cái nghe mình nó không thật nghe. Thật nghe là gì? Nó như thế nào mình nghe như vậy, chứ không phải là không mình không biết không nghe. Thật nghe là thấy cái thật của cái thấy, cái nghe. Còn mình là thấy nhưng mà rồi phải pha thêm. Đó, cho nên cái tánh nghe, tánh thấy của mình không mất, nhưng mình chỉ nhận có một phần thôi. Hay nói cách khác là mình giống như người ngồi ở trên con lưng con đứng ở trên núi mà vẫn tiếp tục đi tìm núi vậy đó. Đứng ở trên núi rồi mà vẫn không biết, vẫn đi tìm núi. Ngồi trên lưng trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Có đôi lúc con mắt mình vẫn đeo cái mắt kiến đó mà chạy đi vòng vòng kiếm cái kiến. Đó không? Rồi tới hồi giật mình, trong người đeo sâu chìa khóa mà chạy nguyên ngày đi kiếm sâu chìa khóa. Tới hồi lại, ủa, nó ở đây mà nó không nói gì hết. Nếu mà nó nói với mình là mình thành Phật mất rồi. Thôi, Pháp Hòa xin dừng ở đây, đại chúng ha. Kính thưa đại chúng, có thể nói buổi sinh hoạt sáng nay là buổi sinh hoạt cuối cùng. Tại vì sáng ngày mai sẽ có khoảng 100 vị rời đây. Và Pháp Hòa sẽ không có dịp để thăm lại đại chúng cũng như chia sẻ. Một lần nữa, Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa, thời gian, quý vị về đây để tu tập. Mặc dù tu viện cố gắng hết sức để lo lắng cho quý vị trong mọi mặt, nhưng mà chắc chắn còn rất 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 nhiều những cái sơ sót mà không lo được chu toàn cho đại chúng. Thì có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và xin thưa, khi quý vị đến đây, quý vị đã đến bằng một cái tâm rất là hớn hở, vui vẻ, đầy những năng lượng tích cực. Thì nếu về đây tệ lắm, nghĩa là đến mức tệ lắm, không có gì để mang về, thì cũng y như hành lý như vậy mà về. Chớ đừng mở hành lý ra nhét thêm một mớ rác. Như vậy nó uổng dữ lắm, tệ lắm, không có gì để lượm về. Tệ lắm, không có gì để lượm về, thì thôi đi sao về vậy. Hiểu ý không? Chứ đừng có đi như vậy mà về khác thì nó kỳ dữ lắm. Nó uổng thứ nhất,
mình phụ lòng người thân của mình, hy sinh ở nhà, lo việc nhà cho mình 10 ngày để mình đi. Hỏi đi đâu đó, đi tu. Mà đi về nhăn nhó, không có tu gì hết, uổng lắm. Mình sẽ phụ lòng các vị. Thứ hai, mình tự phụ chính mình. Mình phụ bao nhiêu cái công của mình bỏ ra, vừa công vừa của nữa, mười mấy ngày ở đây, rồi bao nhiêu sóng gió mình vượt được hết. Không lẽ mình đành lòng bỏ trong vali mình mấy cái rác của mấy bà nằm kế bên sao? Ai xả rác, chùa clean up. Rác của người mình đừng bỏ đem về. Còn nếu mà là rác của mình thì mình để lại cũng không sao. Nhưng Pháp Hòa chỉ mong một điều thôi, đại chúng đi về tệ lắm là đi sao về vậy. Còn giỏi nữa đó, đi như vậy mà về trong túi đầy châu báu ngọc ngà. Thì nếu được như vậy thì cho dù Pháp Hòa hay các vị trong ban chăm sóc có cực khổ, có lao nhọc cũng rất vui vẻ. Tại vì cái tâm nguyện của mình muốn làm an lạc cho đại chúng, mà đại chúng đã thật sự có một phần chút nào an lạc khi trở về thì mình đã an ủi lắm rồi. Chứ còn nếu quý vị về mà quý vị mang thêm một mớ phiền não nữa thì tự nhiên mình nói như vậy mình đã có một cái lỗi gom về đây để sống trong một cục phiền não bự. Thì không phải, không phải mục đích của mình. Đây không phải là mục đích của mình ha. Cho nên đại chúng nhớ như vậy. Khi mình đi, mình hoàn toàn mang đầy một cái tâm niệm hân hoan, hớn hở, vui vẻ rất nhiều. Thì đi về đừng để cho cái tụt mút. Thế kêu là tụt mút. Đi thì lên quá trời luôn, tới hồi về sủi lơ cắn cuốc là uổng. Theo chương trình thì ngày hôm nay mình sẽ gặp nhiều Phật tử ở xa. Có thể tối nay các vị cũng đến. Theo và biết là tối nay có một phái đoàn 35 người đến từ Maryland. Mục đích chỉ đến đây thăm mình vậy thôi, ở đây cho tới thứ hai luôn. Rồi một phái đoàn ở Calgary, chắc chiều sáng mai quý vị tới. Thì hôm nay theo chương trình thì đây là buổi pháp thoại cuối của khóa tu này. Thì Pháp Hòa xin phép đại chúng ra đây để thăm đại chúng trước khi chúng ta kết thúc khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Bữa nay ăn cơm có ngon không? Thưa đại chúng, thì thật ra thì hôm nay không phải là một buổi pháp thoại. Cũng như vậy, Pháp Hòa ra để thăm và sinh hoạt. Và nếu đại chúng có những cái gì thắc mắc trong cái sự tu tập của mình, trong những ngày mình ở đây, mình có những cái gì mà mình thắc mắc xoay quanh trong phạm vi tu tập, và khi mình trở về nhà mình sẽ tu tập như thế nào. Thưa đại chúng, kinh đó, đạo Phật mình đó, là tất cả đệ tử Phật có bảy chúng. Đệ tử Phật có bảy chúng. Thứ nhất là các vị cư sĩ nam, các vị cư sĩ nữ. Thì cư sĩ nam là U Bà Tắc, cư sĩ nữ là U Bà Di. Thì đúng ra cái chữ U Bà Tắc, U Bà Di á, mình dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Ngay nơi đó là mình đã thấy bổn phận của mình rồi. Tại vì nếu mình gọi là cư sĩ nữ, cư sĩ nam thôi á, thì như là một người giống như mình gọi tiếng bình thường là người tại gia nữ, người tại gia nam. Nhưng mà trong Phật Pháp á, thì chúng ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Vậy thì chữ cận sự này nó nói lên cái gì? Nếu nghĩa chữ cận là gần, chữ sự là phụng sự. Một người nam thân cận tam bảo, phụng sự tam bảo. Một người nữ
gần gũi Tam Bảo và phụng sự cho Tam Bảo. Như vậy rõ ràng trong cái tinh thần của Phật học, tinh thần tu tập, chúng ta không phải chỉ trở thành một người thân cận hay chỉ là một tín đồ, mà nó đời sống của chúng ta phải thể hiện được sự thân cận. Vì nghĩa của chữ thân cận là gì? Thân là nghe theo, cận là làm theo. Tại vì người ta hiểu nghĩa thường thân cận là sống gần kêu thân cận. Nhưng định nghĩa của nó sâu hơn, ở gần là thân, nhưng mà phải làm theo những gì Phật dạy, thầy dạy mới gọi là cận. Ví dụ vị đó gần thầy, mình kêu thân cận với thầy. Nhưng mà nếu người đó không làm những gì thầy nói hết, thầy dạy nhiêu thì cũng gật gù dạ dạ, chứ đứng dậy là không làm gì, sau lưng là làm ngược lại hết, thì người đó chỉ được cái chữ đầu thôi, đó là thân thôi, là đó gần vậy thôi. Thầy đi đâu mình đi đó, thầy làm gì mình có mặt vậy thôi, nhưng mà mình không làm những gì mà thầy nhắc nhở. Như vậy thì không khéo chúng ta cũng chỉ thân với Phật mà không có cận Phật. Thì đó là bổn phận. Bổn phận của một người tại gia là gần gũi Tam Bảo và thực hành theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc đời này không có cái gì mà nó không cần phải sự rèn luyện, trau chuốt, chùi mài để nó có thể tốt được. Cái bàn, một khúc gỗ muốn láng thì khúc gỗ đó cũng phải được đánh bóng, bào nó đi, rồi làm cho nó thẳng thấp. Một cái nhà muốn sạch cũng phải lau, một cái chén muốn sạch cũng phải rửa. Bất cứ một cái gì vật chất chúng ta muốn sạch sẽ, phải có một thái độ gì với nó để nó có thể sạch sẽ được. Thì thân tâm mình cũng vậy thôi. Nếu mỗi ngày mình không làm gì với thân tâm này hết thì hư đốn, dở xấu, nó vẫn cứ y như vậy mà nó không thay đổi. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng sẽ gặp có những người ở trong đạo lâu năm nhưng mà chạm tới thì không có gì mới mẻ hết. Và thậm chí chính cái không chùi rửa đó, để lâu ngày thì nó làm sao? Nó càng dơ hơn, nó càng úng thối hơn, nó càng xấu hơn. Cái đó là một sự thật. Thí dụ một cái hoa này, mình chỉ trồng nó, mình để yên nó như vậy thì thế nào nó cũng héo, nó hư. Cái nồi thức ăn của mình, nếu mình không xử lý nó bằng cách cất tủ lạnh hay là ăn cho hết đi, mình để thì bắt đầu nó thiêu lên, thì nó bắt đầu nó có mùi và biến chất, thức ăn biến chất. Từ một cái thức ăn ngon lành nó thành ra đổ nhớt, nó biến chất là biến mùi. Thì chúng sanh mình cũng vậy thôi. Hằng ngày mình không có làm một cái gì để xử lý những cái căn bản phiền não đó thì chính mình sẽ biến chất. Và biến chất có đôi khi nó ở còn dáng như vậy. Thì Đức Phật có dạy trong một bài kinh, có những loại trái cây ở bên ngoài nhìn thì xanh mà ở trong thì nó chín. Có những loại trái cây ở ngoài nhìn thì chín mà ở trong thì sống. Có những loại trái cây trong sống, ngoài cũng sống. Và có những loại trái cây trong chín, ngoài chín. Phật thì mình nghe bài kinh đó xong thì mình lâu lâu mình nhìn lại mình coi mình thuộc trái cây nào. Trái cây là trong thì sống, ngoài thì mình là ngoài thì chính trong sống, hay là trong sống ngoài cũng sống, tùy theo cái thật tâm tư duy quán chiếu của mình. Cho nên những ngày qua đại chúng về đây
nói là mình tập tu gieo duyên, nhưng mà thật sự đại chúng rất cần chánh niệm để mình đặt cái sự gieo duyên của mình mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi sự, mỗi việc đúng mức thì chưa đủ. Đúng mức thì chưa đủ. Nếu mình thật tâm mình hạ thủ công phu, từ cái tướng đi, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái xếp áo, từ cái việc làm của mình, mình làm sao mình thể hiện bằng cái hình tướng của người xuất gia. Và nếu như trong 10 ngày mình tâm niệm mình đang là người xuất gia, thì mỗi bước, mỗi việc của mình nó sẽ không đến nỗi thô tháo hay là mất chánh niệm. Cho nên ở đây mình đến với đạo tràng giống như là mình có mặt cho đại chúng, mình huân tu một phần cho mình, nhưng về nhà cái sự nỗ lực của mình cũng cần lắm để nó nuôi dưỡng. Những gì mình ở đây giống như mình thu nhặt vậy đó, mình lấy cái tinh yếu, mình lấy mình lấy cái đề mục, rồi mình về nhà mình làm bài tập, mình chi tiết thêm, tại vì ở nhà mình có thời gian nhiều hơn. Ví dụ bây giờ bắt đầu mỗi khi mình ăn cơm, mình sẽ không còn ăn cơm với lại cái tivi nữa, mình sẽ không còn ăn cơm với cái điện thoại nữa, mà mình bắt đầu bới cơm ra mình ăn trong chánh niệm. Không nhất thiết phải mặc áo tràng nếu mình ăn mặn bình thường, cứ ăn cơm bình thường. Nhưng mà cái bữa ăn đó, trước khi ăn mình biết gửi lòng từ bi, cảm ơn vạn loài vạn vật đã cho mình có được bữa ăn. Hay là quý vị đọc năm quán nguyện mà mình học mấy ngày nay ở trong quá đường đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác, mình đọc cái đó trước khi mình ăn, thì như vậy mình cũng đã gieo duyên một phần rồi. Và bây giờ bắt đầu cái bữa ăn của mình sẽ có chánh niệm hơn. Rồi định cho mình một thời khóa, đây là cơ bản nha, định cho mình một thời khóa, mỗi ngày ít nhất phải có một thời ngồi thiền tụng kinh. Không sáng thì chiều, ai giỏi thì hai thời, ai bận rộn quá thì một thời. Thí dụ 10 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh, hay là 15 phút ngồi thiền, 10 phút đọc kinh. Không có nhiều thì trong vòng 30 phút mình chia ra 30 phút đó, 20 phút ngồi thiền, 10 phút tụng kinh, hoặc 15 phút ngồi thiền, 15 phút đọc kinh. Để chi? Cái đó nó giữ lửa tinh tấn, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình. Và đồng thời á, mình nói trời ơi, có một ngày có nửa tiếng mà tu cái gì, vỡ tiếng mà không tu á, đợi tới có 2 tiếng mà tu thì không chắc không có nữa. Nửa tiếng không có làm gì, nó thôi đợi đi, sau này về hưu rồi tu. Biết mình có cơ hội đó không? Hay là khi về hưu rồi thì mình thấy mình rảnh quá thì mình lại có việc khác, phải không? Cho nên quan trọng là mình phải hạ thủ công phu. Cái từ đó, từ trong nhà Phật, hạ thủ là gì? Buông tay mình xuống. Buông tay xuống để làm gì? Để đặt mình vào cái việc công phu tu tập. Cho nên nên tập cho mình có một thời khóa, có một cái thời khóa nhất định. Thí dụ thôi, vì bệnh duyên, vì đi làm về trễ, mình không thể tụng kinh đúng cái giờ mình quy định được. Tại mình quy định là 7 giờ tối, nhưng mà tuần lễ này mình làm trễ hơn, thì về mình có thể tụng kinh trễ hơn. Mình trễ không phải vì lười biếng, mình trễ vì công việc. Nó không có khác, nó có cái lý do nó trễ, và mình vẫn giữ sự tinh tấn của mình ở một giờ khác thôi, chứ không lấy lý do là lý do khác. Hai cái nó khác à, một cái lười dạng cái do thời gian, do sức khỏe mình nó khác. Đó là Pháp Hòa nhắc đại chúng như vậy. Dù quý vị về nhà không có đắp y, nhưng mà cái áo mình đang mặc nó cũng là áo giới đó, y đó.
Cái y của mình đó, mà y này là y năm giới. Y năm giới đó, tại vì cái áo của mình ở trước nó có hai vạt, ở sau có hai vạt là bốn, ở bên trong có một vạt nữa là năm. Thì năm cái vạt đó là tượng trưng cho năm giới mà người cư sĩ hàng ngày mình thực tập. Thì Pháp Hòa xin nhắc sơ như vậy. Thì giờ phút này đây chúng ta có được khoảng 40 phút để mình trả lời câu hỏi, nếu đại chúng có những gì thắc mắc trong phạm vi tu tập của mình. Quý cha có tinh thần sau đó về nhà giết mẹ con để đi theo thanh từ, nhưng vì lý do nào đó đứa con vẫn sống sót được và không chấp nhận người cha như vậy, thì theo Phật pháp phải suy nghĩ như thế nào? Tùy theo gia đình nhìn Phật giáo như thế nào. Tại vì xưa nay á, dù bất cứ ai học Phật pháp, có nghĩa là mình học cái cách sống chánh niệm, học cách sống có tỉnh thức, sống giảm làm khổ đau cho người, sống là chế tác hạnh phúc, sống tích cực. Nếu ai đó nhìn Phật giáo như một tôn giáo đức tin thì người ta khó chấp nhận lắm. Tại vì đạo mọi người ta có cái ranh giới giữa đạo này với đạo kia. Thành thử ra nếu mà người con khéo léo một chút, không nhất thiết là mình công khai, mình chính thức, mình nói mình theo Phật gì cả, nhưng mà thật sự trong đời sống người công giáo vẫn có thể thực tập những điều Phật pháp. Bằng chứng là Pháp Hòa đã gặp rất nhiều vị, các vị vẫn giữ đạo Chúa nhưng mà hàng ngày vẫn nghe pháp và thực tập những gì mà Pháp Hòa hay là các thầy chia sẻ. Tại vì quan trọng là mình nên tiếp nhận Phật pháp như một giáo pháp tu tập, như một giáo pháp, một con đường để chuyển hóa, để tu tập, chứ không phải chỉ thuần ở cái mặt đức tin. Cũng giống như thức ăn vậy đó, thức ăn thì không có phân biệt đạo nào mới được ăn, mà hãy nói là ngon thì ai cũng có quyền được hưởng. Thì Phật pháp nó cũng giống như thức ăn vậy thôi, ai cũng có quyền được hưởng món ăn đó. Chánh niệm, thí dụ Pháp Hòa nói năm giới nè, bây giờ mình nói năm giới thôi. Ý thức được khổ đau không sát hại, ý thức được sự bất công không trộm cắp, ý thức bổn phận của mình cho nên nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm, ý thức được lời nói có chánh niệm đưa đến hạnh phúc cho nên người phát nguyện không nói những điều làm gây khổ đau cho người khác qua lời nói của mình, và thực tập hạnh lắng nghe, ý thức được thân thể này ông bà tổ tiên trao truyền cho nên mình không có tổn hại cái thân mình bằng rượu, bằng các chất độc tố. Như vậy mình đọc ra năm cái điều này nghe giống như năm giới của đạo Phật, nhưng mà thật sự ra nó đâu liên quan gì đến bất kỳ một tôn giáo nào. Mà tất cả con người nào có mặt trên thế gian này, muốn tự thân mình có được một đạo đức tốt, muốn gia đình mình được một cái hạnh phúc, xã hội mình có được sự bình an, thì đây là năm cái điều cần nên thực tập. Như vậy thì nó giống như một món ăn, mà không phải đạo Phật mới cần hạnh phúc mà đạo Chúa thì không. Hay nói ngược lại là đạo Chúa mới cần hạnh phúc, đạo Phật thì không. Tại vì chúng ta kẹt ở cái chữ đạo, chúng ta kẹt ở cái chữ đó đó. Đạo là một tôn giáo, là một đức tin, đúng. Nhưng mà Phật giáo nó rộng hơn cái đó nữa. Nó không có hạn hẹp ở đó, là Phật giáo nghĩa là con đường tu tập chánh niệm sáng suốt, thí dụ vậy. Thành thử ra mình, nếu mình kẹt ở cái đó thì mình bắt đầu ranh giới. Ví dụ này, khóa tu này chỉ dành riêng cho người Việt Nam, chứ người nước ngoài cũng không dự được. Hay là đạo tràng này chỉ dành riêng, là mình có ranh giới. Còn mình nói là khóa tu dành cho tất cả những ai mà có lòng muốn tu, thì trong đạo tràng đây đang có những vị đạo Chúa.
trong ngay trong khóa tu này. Và có những người, các vị đó, có những vị tới đây gia đình gốc Chúa nhưng mà không có vô nhiều khóa tu, mà phục vụ mình ở ngoài, phục vụ mình ở ngoài ngày đêm ở ngoài, tại quý vị không biết thôi. Nhưng mà các vị đó đâu cần nói gì đâu, mà các vị đến đây với cái tâm gì? Tâm phụng sự. Tôi đến đây vì cái tâm phụng sự, cái gì lành thiện, tốt đời đẹp đạo mọi người tôi làm. Vượt được cái đó thì mình sẽ sống rất là thoải mái. Cho nên á, Pháp Hòa có một ông cảnh sát đệ tử, ông gia đình cũng gốc Chúa. Thì khi mà ông đến đây ông tu tập á, thì gia đình không có chịu. Mà ông có làm gì đâu, chỉ mỗi thứ sáu ông lên ngồi thiền thôi. Ngồi thiền rồi nghe Phật Pháp, rồi về nhà bắt đầu sống, rồi bắt đầu nói những cái điều mà gia đình thấy nó không có giống với ổng như ngày thường. Bây giờ chỗ nào nó vui được thì mình phải hạnh phúc cho nó chứ. Cho nên hai ông bà đi tìm tới đây rồi đi ra, khi đi về nói hèn chi. Thì đó là cái câu chuyện của cái vị cảnh sát đó. Anh Pháp Huy với Pháp Hòa, Pháp Hòa cho pháp danh là Chánh Thiện. Rồi cũng một gia đình khác cũng y như vậy, tất cả đều là người ngoại quốc. Thì ông này trong một cái tai nạn xe, cả nhà mất hết, vợ con chết hết. Thì kể từ đó là ông sống trong một cái cảnh rất là khổ đau. Rồi tầng sau này nữa, ông mang một chứng bệnh, ông bệnh thận, rồi đi counselor, đi rất nhiều. Cuối cùng thì cái người đó mới chỉ lên chùa, nó thôi, cái người counselor nói đừng có tốn tiền với tôi nữa, tốn tiền riết họ thấy tội luôn, nó đừng tốn tiền với tôi nữa, du đi lên cái chùa ở đường 97 học thiền. Thì cái chú này lên rồi học, rồi bắt đầu tu tập chuyển hóa. Thì cuối cùng có một ngày nọ ông xin quy y, thì Pháp Hòa mới nói thôi thì nếu mà gia đình ông chưa có chấp nhận á, thì ông cứ thực tập vậy thôi, không cần phải làm lễ nữa, ông cứ thực tập năm giới là được rồi. Thì đến một ngày kia gia đình thấy ông có niềm vui trở lại, và trong cái ngày lễ quy y của ông, chính gia đình ông đem năm cái giới in thành một cái bản như một cái cạc á, thật là lớn, để làm cái món quà tặng cho ông. Một cái cạc chúc mừng, mà cạc đó bằng năm cái giới mà ông đã thọ trong ngày hôm đó. Thì như vậy, Pháp Hòa thưa như vậy là quan trọng là cái người con nữa, mình hiểu được tâm ý của gia đình, mình cũng không có nên chống trái làm cho gia đình không vui. Tại vì Phật giáo rất là flexible, rất là uyển chuyển, phải không? Nếu mình đã có con đường mình đi, mình đã có pháp môn mình tu, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Không, mình dưới hình thức nào cũng không sao hết đó. Quan trọng là trong nội tâm của mình, trong thâm tâm của mình đã có được cái pháp môn, đã có được cái sự tu tập. Mà ở đây không hề có cái ý là mình tu tập để được trở thành một tín đồ gì cả. Quan trọng là mình có được một người sống chánh niệm an lạc. Mà đã có chánh niệm lạc thì mình có cách uyển chuyển với gia đình, không nhất thiết mình phải phô trương, mình nói mình là một Phật tử, mình đã quy gì hết không? Mình tùy thuận với gia đình, nhưng hàng ngày đời sống của mình vẫn là những cái điều gì chúng ta được học hỏi từ Phật Pháp. Thì như vậy, Pháp Hòa nghĩ như vậy á, nó vừa nói lên được cái đạo lý mà mình đã thực tập, và mình không có lỗi với gia đình. Có thể gia đình mình nhìn mình như một người phản đạo, một người bỏ gốc, thí dụ vậy. Cho nên theo ý thầy riêng Pháp Hòa thôi, tức là mình nên thực tập như thế nào. Mà cái bản chất của Phật giáo là tùy duyên mà bất biến. Ngay cái giây phút này đạo hữu sẽ thực tập được cái giáo lý gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến là gì? Là cái cách tu mình, cái con đường tu mình, cái tâm tu mình không thay đổi, nhưng mình biết tùy duyên, phải không? Gọi là tùy duyên bất biến. Và trong lòng mình thì bất biến, nhưng rất biết sống tùy duyên, không làm cho gia đình buồn khổ gì một cái chuyện rất là bình thường, rất là nhỏ đó thôi.
là mình đã, tại vì sao? Tại có những gia đình người ta sống rất nặng về cái đó, thì mình nên nhẹ nhàng để làm sao gia đình không khỏi phải lấn cấn khó chịu chỉ vì mình thực tập Phật giáo. Mà vốn dĩ Phật giáo không hề muốn mình phô trương một cái quảng cáo là một tín đồ gì hết. Mình đã biết ứng dụng lời Phật thì ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên cái này mà đối với đạo Phật thì rất dễ. Những cái đức tin khác thì có thể không, nhưng mà riêng với Phật giáo thì không có thành vấn đề. Tại vì đây là một phương pháp tu tập. Nhưng mà anh phải hiểu được hoàn cảnh của anh như thế nào để anh tu. Có những chị Phật tử lấy chồng đạo khác và gia đình tuyệt đối cấm, không muốn thấy bất cứ một cái gì của Phật giáo. Thì quý vị biết, chị này chỉ kể, khi nào mà gia đình con đi vắng hết, không có ai, thì con mới mở cái gói nhỏ con có, trong đó có một bức tượng Quan Âm nhỏ xíu. Con đặt Đức Quan Âm ở trước phòng của con, rồi con đọc kinh hay con làm, con xá lễ gì rồi con gói lại con cất. Quý vị thấy khổ không? Nhưng mà vẫn thể hiện được cái tu thôi. Cũng giống như hồi xưa Việt Nam mình mới qua đây vậy, chưa có chùa chiền gì hết á, đi mướn mấy cái ho, mướn cái community ho để làm lễ, cái mỗi cuối tuần cái bài Phật ra, cái tập hợp tới tụng kinh. Tụng kinh xong hết rồi bắt đầu gói Phật lại để vô thùng được, đem vô kho. Đem Phật vô kho cất, rồi cuối tuần bưng Phật ra, tức là suốt tuần Phật ở trong kho. Rồi đầu tuần gọi là cuối tuần Phật mới được ra kho ngồi thoải mái được chút. Nhưng mà mình thấy được cái tinh thần tùy duyên bất biến, cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Và vì mình không phải là một đức tin tôn giáo bắt buộc gì trong hình thức đó, cho nên rất dễ dàng trong việc thực tập đó. Cho nên theo ý Pháp Hòa thì nên khéo léo một chút. Mình tu tập như thế nào để người khác không khó chịu với cái tu tập mình thì mình mới thành công trọn vẹn. Còn nếu như vậy thì mình được 50% là phần mình, nhưng 50% kia là mình đã không làm cho gia đình vui vẻ với cái cách sống của mình, thì như vậy mình cũng chưa gọi là thực tập giỏi. Quý vị nhớ Phật dạy mình ha, làm việc gì mà mình vui, người khác vui thì cái đó nó trọn. Còn nếu như ngược lại, mình lợi mình mà hại người thì cũng không nên. Mà ngược lại, lợi cho người mà hại cho mình cũng không nên. Pháp Hòa hay ví dụ trường hợp này. Mình nấu ăn, mình nấu ăn á, thì mình nấu làm sao mà mình ăn được và người khác cũng ăn được. Mình nấu xong cái người ta ăn không được, phải sao vậy? Cay quá. Mình ăn cay, nhưng đâu có nghĩa là mọi người ăn cay được đâu. Cho nên cái món gì mà cay á, mà mình đừng nấu quá cay, để người khác ăn, ai thích thêm thì người ta thêm. Thí dụ bây giờ người ta ăn không được thì cũng có sao đâu. Nhưng mà mình sẽ uổng đi, mình mất một số người thưởng thức cái món ăn của mình, chi bằng mình nấu cái gì mà nó có thể ăn được. Giống như á, mỗi lần mà chùa mà có lễ có khách á, mà có người phương Tây hoặc là các bạn trẻ nhiều á, Pháp Hòa thường nhắc mấy cô, nếu mình thấy trong cái số lượng ngày hôm nay tới ăn đa phần là những người trẻ thì đừng ăn những cái món quá Việt Nam mình, chẳng hạn như rau củ kho thập cẩm, mắm già rau, mắm thái, mắm chưng. Trời, mấy cái đó đối với mình là nhức luôn, nhức lầu. Mà ăn với rau là ăn sập lầu. Nhưng mà nó ăn được không? Nó không ăn được. Nó nói đi chùa đồ chay terrible. Như vậy một lần thôi, lần sau mình mời nó tới chùa ăn nữa không? Đồ chay ghê lắm. Mà những người đó tới, chả giò, mì xào, xà lách, những cái món ăn mà đa phần phổ thông mọi người ăn được. Như vậy mình mới thành công trong một bữa đãi tiệc. Rồi nhìn tới nhìn lui, mấy đứa nó ăn toàn là dessert không à, còn Việt Nam y ngồi nhít mắm ăn như dưa leo ngon lành vậy đó. Mà mấy đứa nhỏ nó ăn không được, uống đi. Trong khi đó mình có hàng rất nhiều những món ăn đa dạng,
Như vậy ở đây nó thiếu cái tính chất nguyễn chuyển biết cách của đạo Phật, mà vốn đạo Phật cung ứng cho mình cái đó rất nhiều, mà mình không học được cái đó thì nó rất ổn. Cho nên đạo hữu ráng một chút, đạo hữu nào trong trường hợp này đã ráng một chút, phải nói lên cho được cái tinh thần tu tập của mình là mình vui, gia đình cũng vui. Phật giáo có nhiều lúc đệ tử mình bị hy sinh, bị lép vế lắm, thấy không? Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ nhẹ nhàng của đạo Phật. Như một người đệ tử lên xin thưa với người thầy: con bây giờ theo chồng con phải cải đạo. Người thầy nói: thôi thì nếu mà con, nếu mà thầy khư khư giữ con thì con sẽ mất hạnh phúc, như vậy đâu phải là đạo Phật. Đó, thành thử cố gắng chút, mình làm sao cho trọn vẹn cả hai bên thì nó vẫn tốt hơn. Thí dụ trong một cái biểu quyết, số đông sẽ thắng số nhỏ, được phải không? Đó là nguyên tắc căn bản xưa giờ. Nhưng mà vì sao cái số nhỏ chống mình? Tại họ không hiểu, họ chưa rõ vấn đề thì họ chống. Vậy thì bây giờ bổn phận của chúng ta làm sao cái số nhỏ đó họ thông hiểu luôn, để trọn vẹn cùng một cái ý đó. Chứ còn mình lấy cái nguyên tắc xưa nay là đa số thắng tiểu số thì được rồi đó. Nhưng mà giờ cái tu tập của mình, cái thực tập của mình sao cho nó hay hơn một chút, là trách nhiệm của mình bây giờ là nói làm sao cho cái số nhỏ họ hiểu. Cho nên các vị không cần quảng cáo đạo Phật gì cả, chỉ cần cái cách sống của mình, cái cách ứng dụng của mình, rồi gia đình sẽ nhẹ nhàng nhận mình thôi. Cái này khoe ăn chút ha. Hồi nãy trước khi lên đây, có một gia đình đạo chúa lên thăm quà, mẫu quà đâu biết, mà xưa giờ chỉ nghe tiếng mà chưa bao giờ gặp mặt. Gia đình đó biết có quà nhưng mà chưa bao giờ thăm. Thì hôm nay tự nhiên gia đình lên thăm và gửi cúng dường. Pháp Hòa cũng nhận cúng dường xong, Pháp Hòa đâu biết ai. Khi ra tới cửa thì người con mới lại nói nhỏ: gia đình con đó, tất cả gia đình Thiên Chúa giáo hết, nhưng mà người ta vượt được cái chỗ đó và người ta đã đến với mình một cách rất là nhẹ nhàng trong cái thân tình. Như vậy thưa đại chúng, nếu mà mình thật sự ra mình vượt được cái ranh giới chia rẽ đó, mình đi đến một cái dễ thương đó. Cho nên cố gắng cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình từ từ sẽ làm tan hết những cái đường ranh đó. Thầy có hỏi thêm chút xíu được không? Dạ. Là như vậy, có một cái vấn đề nó khó thì nó trường hợp trong nhà là cái gia đình thông giáo thì cái sườn của đạo thông giáo là cúng kinh thành, thành ra bài kinh của công giáo thì có hai chuyện: một là tên danh Thiên Chúa, hai là nhờ xin Thiên Chúa mặc phước thần lực, chỉ có như đó thôi. Tất cả bài kinh nào trong đạo nhạc đều chỉ xung quanh chỉ có hai cái khái niệm thôi. Nhưng cái vấn đề khó là trong gia đình đó, lấy ví dụ bà mẹ sẽ nói là: mày không theo đạo tôn giáo sau này sẽ xuống địa ngục, mày theo Chúa thì sau này mày sẽ lên thiên đàng. Nhưng những cái câu nói đó sẽ làm, để lấy ví dụ, nói với con sẽ làm con khởi tâm sân, con sẽ nói với mẹ con là: má nói như vậy không có đúng, thiên đàng với địa ngục cái đó là người tốt thì phải sống thoải mái hơn, thiên đàng chưa chắc đã sướng, địa ngục chưa chắc đã khổ, mà làm sao mà biết được cái đó. Con đi theo đạo Phật và con tu tập theo cái phương hướng là con sống, con tu tập cho bản thân con và con làm những người xung quanh con vui lòng, chứ con không có theo Chúa. Thì từ những cái đó mà được khởi tâm sân, lúc nào cũng có vấn đề giữa cha mẹ và con cái. Thì theo thầy cái đó có nên không, hay là cứ nhắm mắt là ok thôi?
Má nó không biết lời cho con nghe. Có những cái mình chỉ cần dùng hai chữ như thị, như thị. Như vậy đừng cãi. Trong kinh Pháp Hoa nó có thập như thị. Thấy không? Nhân duyên nó là nhân như vậy, quả như vậy. Thì mình nhớ rằng có những việc mình cứ dùng cái pháp như thị. Như thị nghĩa là các pháp nó như vậy, là như vậy. Mình đừng có thêm cái gì mà cũng đừng có chống cái gì, để cho nó nhẹ nhàng. Quan trọng là mình nhận cái gì. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, đây là cái bình bông, mà bây giờ chú nói không, đây là cây xoài. Rồi giờ chú không lẽ chú cãi hoài. Thì thôi cứ như vậy đi, rồi từ từ rồi bông qua gì sẽ tính sao. Mà cái người chú cãi là người thân của mình đó, chi cho nó không cần. Bà nói thì mình cứ nghe, còn mình đi đâu thì đi theo cái cây. Cây nó ngã về đâu nó ngã. Hễ mà nó ngã về trái, nó nghiêng về trái, thì khi cây nó đổ gãy nó sẽ về trái. Còn ai nói gì mình đâu có cần cãi chi, mà mẹ mình nữa. Thôi vậy đi cho nó nhẹ nhàng. A Di Đà Phật. Thôi mình đừng có bàn chuyện tôn giáo nữa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Dạ. Con xin có một chút xíu con hỏi thầy để cho con một cái kiện. Dạ. Con thề buôn bán nhưng mà con làm tất cả các thứ bánh để con bán. Nhưng mà bây giờ con thề con muốn tu, con không có muốn bán đồ mặn nữa. Nhưng mà nếu mà con bán đồ mặn thì không ai mua đồ con hết trơn á. Tại vì toàn là khách của con, toàn là khách ăn mặn không à. Mà con thề con không có muốn làm, nhưng mà người ta có năn nỉ con hoài làm hoài. Thì con không biết sao. Nếu mà giờ con muốn nghỉ bán luôn, mà thề nhiều người khách quen người ta có năn nỉ. Thì con làm mà con không có sắc xanh, con đi mua thịt ở chợ về con làm thôi. Nhưng không biết như vậy thì thầy giúp con để con có ý kiến nào để. Tại vì con muốn tu, con không muốn đụng tới cái thịt của chúng sanh nữa. Nhưng mà Phật tử, tất cả mà người bạn bè của con, khách hàng con đều muốn ăn mặn không, ăn chay hết rồi sao thầy? Thầy cho con ý kiến. Quý vị rõ câu hỏi không? Dạ. Yeah. Bây giờ cô... một mặt thì không có muốn bán thức ăn mặn, rồi một mặt thì muốn tu, rồi ở mặt kia thì ta năn nỉ quá. Giờ thầy giúp ý kiến sao phải không? Thôi dễ thôi, đừng làm gì hết, vô đây ở. Thưa đại chúng, thật ra là như thế này, Pháp Hòa hay thưa với quý vị rằng mình là một người còn ở trong đời. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa cản không dạ, cho cô làm. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có việc gì khác để mà cung ứng cho cô. Hay Pháp Hòa nói thôi cô đừng sát sanh nữa, để hàng tháng chi nhiêu tôi chi cho. Em đâu có làm được chuyện đó đúng không? Thì không làm được thì cái đó là cái việc của cô trong đời sống. Mình làm để mình có sự sống. Và trong cuộc sống này là bắt buộc có những cái chúng ta chưa trọn vẹn được, chúng ta nhận cái phần đó. Nhưng bên cạnh đó, tu nó có rất nhiều cách. Thì cô tu ở cái mặt đó cô còn chưa được, là vì sự sống. Ngoài ra những việc khác cô làm được thì cũng là tốt rồi. Yeah. Cho nên vì sự sống chúng ta làm. Còn cái chuyện bên cạnh đó, cô vẫn có thể cô tập ăn chay, hay là cô cúng bố thí, cô giúp người nghèo, cô làm bất cứ những cái việc thiện lành khác, tu tập khác,
trong năm giới có thể cái đó nó nằm ở cái giới thứ nhất một chút, còn bốn giới kia có ok đó, thì coi như là mình cũng đã tu tập trong một cái phạm vi của cư sĩ rồi, chứ đâu phải vì cái chuyện đó rồi nó trời ơi tội chết rồi không có tu hành gì nữa hết đó. Thì rốt cuộc cái người ta thối chí quá, trong khi đó người ta còn giới không nói dối, không trộm cắp đó. Ví dụ bây giờ cô buôn bán đó, buôn bán là phải thật lòng, phải thật thà, thấy không? Cô làm cô bán cho người ta thì cái nào mình làm ra cái đó, mình lấy tiền người ta thì mình phải bán cho đàng hoàng, cũng là cái phước rồi. Thậm chí mình bán vậy đó nhưng mà mình biết gia đình nào người ta khó khăn hơn, mình có thể thêm cho người ta một chút, thấy không? Hoặc là sau đó mà trong nó vẫn có cái đạo đức ở trong cái việc làm của mình. Các vị cũng đừng có bị kẹt vào cái chỗ đó nhiều quá rồi mình cứ phân vân tu tập mà nó không có thoải mái đó. Mình biết rằng cái này là công ăn việc làm của mình cho sự sống. Rồi quý vị thấy không, trong xã hội nè, người mở nhà hàng, người còn đi chài tôm, chài cá, tất cả các công việc khác. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ một cái người đó đó, họ không làm giống mình, họ làm ở một cái hãng gỗ, họ đi cưa cây. Rồi cưa cây về làm gì? Cưa cây về làm tượng Phật. Rồi nghe thì rất là một cái nghề rất tốt, nhưng mà trong phạm vi nếu mà chi tiết ra là cái là có đó có lỗi không? Có. Cho nên nếu mà nói rằng nếu mà muốn chi tiết á, thì không có việc gì chúng ta làm mà không có lỗi. À, ngay cả khi mình nấu ăn đây nè, đó nấu ăn cho đại chúng đó. Nhưng mà thí dụ mình nấu một số lượng quá nhiều mà mình không đủ tủ lạnh để mình cất, có thể chiều lại là cái món mình nấu nó đã hư rồi. Thay vì giờ ăn được thì thành thử ra đổ hết. Hoặc là mình nấu dư nhiều quá ăn không hết, rồi để lại nó cũng đổ đi. Cho nên trong cái việc làm đó, đó không phải mình cố tình, nhưng mà trong cái vô tình mình cũng đã phí phạm thức ăn. Thành thử ra ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu mà chi tiết bắt lỗi đó thì việc làm gì của mình cũng đều có cái sai trong đó đó. À, nhưng mà thôi thì cái việc của cô cứ làm. Yeah. Bên cạnh đó thì cô tu tập được những cái việc khác. Dạ. Yeah. Yeah. Nam mô Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Dạ, yeah, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi, xin thầy giải thích cho con cũng như các bạn của con biết, cũng như là chúng con niệm Phật hay là niệm Quan Thế Âm thì con cũng có nghe qua là cái nghe và cái tánh nghe thì niệm như thế nào, và cái nghe và cái tánh nghe là như thế nào, xin thầy giải thích. A Di Đà Phật. Hỏi còn không hiểu nên lấy gì nói. tại vì con nghe nói như cái câu là niệm Phật nhất tâm, như thầy hay tụng á, là niệm Phật nhất tâm, thì làm sao nhất tâm, thì con thắc mắc ở cái chỗ mà tánh nghe và cái nghe là như là niệm bằng miệng và niệm bằng tâm, thì hai cái đó con chưa có hiểu kỹ lắm. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Thưa đại chúng, là khi mình niệm Phật á, thì nó có hai cách. Thí dụ như này, đại chúng niệm Phật thì đa số chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì liền? Nghĩ tới là mình lấy cái miệng của mình đọc lên cái tên Phật thì mình gọi là niệm Phật. Nhưng mà thực tế cái chữ đó mình làm nó chưa đúng. Nếu mình lấy cái miệng mình đọc tên Phật á, thì đúng ra chỉ gọi là đọc tên Phật thôi, chứ gọi chữ niệm Phật á, nó không có cái chữ niệm đó, mà mình hành động đó nó chưa đúng cái chữ đó. Vì chữ niệm nghĩa là nhớ, nhớ Phật chứ gọi là niệm Phật. Thí dụ như mình có một món quà mình giữ lại để cho mình nhớ thì gọi là lưu niệm.
Rồi một cái người đó tặng cho mình món quà rất là lâu rồi, bây giờ mình nhìn tới cái đó thì mình nhớ tới cái tình cảm của ngày xưa, gọi là kỷ niệm. Phải không? Rồi những cái gì đó đã xảy ra, rồi chúng ta nhớ lại, hồi tưởng lại, gọi là hoài niệm. Như vậy chữ niệm con đợi nghĩa là nhớ, chứ đâu phải là đọc. Còn ngày nay mà nói đại chúng sinh nhất tâm niệm Phật, cái là bắt đầu lấy cái miệng mình đọc lên. Vậy thì đúng ra là cái đó là đọc tên Phật, chứ không phải đúng nghĩa của chữ niệm Phật. Tại vì chữ niệm phải là nhớ, là trong lòng mình có nhớ, mình mới đọc ra được cái đó. Bây giờ Pháp Hòa không nhớ pháp danh cô, cho nên gặp cô không gọi đúng tên, không gọi cô phải được, tại vì đâu có nhớ. Phải không? Như vậy mình gặp người đó mình nói à, cô Bông, là tại mình có nhớ cô đó là Bông. Hiểu ý không? Mình có nhớ mình mới nói được. Như vậy thì mình trong lòng mình có nhớ tên Phật thì mình mới gọi tên Phật được. Như vậy cái miệng niệm đó là cái hành động thứ hai, do cái lòng mình nhớ tên Phật cho nên mình mới niệm. Như vậy thì đa, nhưng mà đa phần chúng ta chưa thấu được cái đó, chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nói niệm Phật lấy cái miệng niệm, thì cái đó chúng ta chỉ đọc tên Phật. Còn nếu mình tâm mình niệm á, là không phải chỉ ở trong chánh điện, không phải ở thời kinh, mà đi đứng nằm ngồi mình vẫn, nếu người hành niệm Phật là câu niệm Phật vẫn văng vẳng trong tâm họ. Còn nếu mà sâu sắc hơn trên phương diện hành xử tu tập á, thì bất cứ việc gì mình làm á, mình đều lấy cái sự giác ngộ ra, tỉnh thức ra, mình áp dụng trên đó, thì cái đó là niệm Phật đó, là tâm niệm đó. Pháp Hòa ví dụ như là cô nhờ Pháp Hòa đi chợ, rồi cô Pháp Hòa nghĩ cô già lẫn không có nhớ gì hết trơn, thôi kệ đi, mình mua ít mình nói nhiều cũng được, mình mua xong mình tráo biêu mình nói ai biết gì đâu, phải không? Nhưng mà trong cái việc làm đó mình không có niệm Phật. Nghĩa là nếu mình có niệm, nếu giác đó, nếu mình có giác ngộ mình không làm. Mình mua 5 đồng thì nói 5 đồng, chứ không nói mua 5 đồng nói 7 đồng. Hay là mình lấy, mình lợi dụng người ta đi chợ, mình mua thêm món hàng của mình, rồi tính chung bill với người ta. Những cái đó, việc làm đó không chánh niệm thì cũng không gọi là niệm Phật. Như vậy niệm Phật nó có nhiều cái tầng bậc. Đơn giản, sơ cơ là đọc tên Phật. Còn sâu sắc là nhớ tên của Phật, nhớ Phật. Còn đúng nghĩa nữa là bất cứ hành động nào của mình cũng đặt Phật, đặt sự tỉnh thức giác ngộ ngay trong việc làm đó. Cho nên trên cái mão của các vị Bồ Tát á, thường có một cái hình Phật ở trên. Quan Âm cũng có, Địa Tạng cũng có. Tại sao các mão của Bồ Tát có hình tượng Phật trên đó? Là biểu tượng rằng Bồ Tát là hành động độ sanh. Nhưng mà hành động độ sanh đó lấy cái tâm gì để làm? Tâm Phật. Như vậy đời sống của chúng ta là phàm phu, nhưng chúng ta làm việc gì, chúng ta phải làm bằng tâm giác ngộ, tâm của Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật. Còn cái nghe và cái tánh nghe, cái nghe là cái bên ngoài thôi. Ví dụ có bà nói cô ơi, cô nghe, thì cái mà cô nghe cô ơi đó là cái nghe của cô thôi. Tại sao mình nghe? Là tại vì mình có cái căn là lỗ tai. Lỗ tai rồi có đối tượng của cái lỗ tai là cái tiếng, là âm thanh. Cho nên mình nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận được một phần thôi, là khi nào có tiếng mình mới kêu là có tiếng. Bây giờ đặt trường hợp im hết, phải hỏi cô có nghe gì không? Có nghe gì đâu, im ru hà. Vậy là im ru là cái tiếng mình nghe đó. Khi có tiếng mình nghe có tiếng, khi không có tiếng mình vẫn phải nghe không có tiếng. Tại vì cái tánh nghe không có mất. Cái tánh nghe là cái bản chất, cái nature, cái chất bản chất của nghe nó không mất. Rõ ràng mình mới nói đó, có nghe gì đâu, im ru hà.
im phăng phắc ha. Còn nếu mình muốn diễn đạt nơi im ru bà ru à. Vậy thì cái im phăng phắc đó cũng là cái mình nghe. Nhưng mà chúng sanh mình chỉ nhận có một cái thôi, khi nào có tiếng thôi. Còn khi không có tiếng cái mình nó không có nghe. Như vậy thì mình chưa thật sự thấy được cái tánh nghe của mình. Bây giờ quý vị hiểu được tánh nghe không? Ngược lại cái tánh thấy, khi có hình tướng cho nó, ôi cái đó đẹp lắm nha. Khi đi vô một căn phòng tối, có thấy gì không? Thấy gì đâu, tối hù ha. Cái tối hù là cái mình thấy. Tối cũng là một cái thấy, sáng cũng là một cái thấy. Nhưng mà chúng sanh mình cũng chỉ kẹt có một cái thôi, là thấy được cái tướng thôi. Khi nào nó sáng rõ cái hình, còn cái tối á, mình vẫn thấy mà cứ chạy chối nó là không thấy. Cho nên mình mãi lăn xăng, xoay cuồng, phiền não, tranh chấp, gây gỗ là như vậy đó. Cho nên á, thí dụ như mình nói, thôi thôi nín đi tôi hiểu rồi, nó nhiều quá. Anh hiểu nhưng mà anh hiểu chưa hết. Tại sao anh không hiểu hết? Là tại vì anh không có chịu khó lắng nghe. Bây giờ anh cảm ơn anh ngồi yên, anh nghe cho người ta nói thêm cút đuôi đi. Nghe xong rồi, trời ơi vậy hả? Mà phải hồi nãy mà mình ngồi nghe được là cái chuyện này nó đã giải quyết một tháng trước rồi. Như vậy chúng ta mà cũng có cái hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu lầm, chứ không phải là không hiểu. Chúng ta vẫn hiểu mà hiểu lầm và hiểu không hết. Là vì sao? Vì chúng ta thiếu kiên nhẫn của lắng nghe. Cuộc sống này quý vị nhìn cho kỹ coi, không có gì ngoài sự đối xử với nhau, hành động và lời nói. Giận nhau nghiệm lỡ đi. Giận nhau là vì cái gì? Toàn là việc hành xử và lời nói. Cho nên tại sao Đức Phật dạy mình dạy tới dạy lui tất cả các pháp của Ngài, không có cái gì khác hơn là Ngài dạy mình ráng điều phục ba nghiệp thân miệng ý. Và chính ba cái chỗ này là ba chỗ tạo nghiệp. Ai đọc kinh Địa Tạng á, phẩm thứ nhất á, trong kinh có câu nè, trong đó là có ba cái biển, rồi chúng sanh lội qua lội lại trong ba cái biển này, nhớ không? Rồi trong xác định một câu, chính là ba cái biển nghiệp này. Thì ba cái biển này là gì? Thân, miệng, ý. Đó là ba cái địa ngục mà chúng sanh cứ bơi bơi trong đó vậy đó. À, cứ sao hết đầu này chạy tới đầu kia, cũng không ngoài cái đó. Cho nên á, mình tu tập á, sâu sắc thì mình trở về, mình nhận ra được cái khả năng sẵn có nơi mình. Từ cái nghe, từ cái thấy, từ cái nhận biết tất cả. Tại vì mình thấy, mình biết, nhưng mà sau đó mình thêm vô. Rồi mình còn rất là tự hào. Đó chị thấy không? Nó đâu có qua mặt được tôi. Anh thấy không? Trời ơi, tôi sống tới từng tuổi này rồi. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Tức là mình có rất nhiều những cái câu từ để tưới tẩm vào những cái tri giác sai lầm của mình, là mình không có biết. Và tri giác sai lầm đó, danh từ Phật học gọi là vọng tưởng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Và mình diễn giải cho mình dễ hiểu là tri giác sai lầm. Nghĩa là mình toàn là nhận thức sự việc không như là, toàn là pha, thêm, chế tác, suy diễn. Rồi mình tự hào với những cái suy diễn của mình. Và người ta thường có những cái câu như vậy để nói lên cái chỗ gọi là thành tựu của mình. Tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm. Đầu tôi sạng không. Rồi đầu tôi là trời ơi, nhìn nó hai thứ tóc có nhiều khi xinh xăm hói mà nó tôi sanh ra được nó nữa. Nghĩa là cái hiểu biết của tôi, tức là tất cả những câu từ đó nó nhằm để bồi bổ thêm cho cái vọng tưởng của mình. Vì vậy cho nên chúng mình tu thì cũng có nhiều đó, nhưng mà cái thành tựu của mình không có nhiều, là tại vì
mình còn bị chi phối quá nhiều ở những cái mặt khác. Nhất là cái thấy của mình nó không như thật thấy, cái nghe mình nó không thật nghe. Thật nghe là gì? Nó như thế nào mình nghe như vậy, chứ không phải là không mình không biết không nghe. Thật nghe là thấy cái thật của cái thấy, cái nghe. Còn mình là thấy nhưng mà phải pha thêm đó. Cho nên cái tánh nghe, tánh thấy của mình không mất, nhưng mình chỉ nhận có một phần thôi. Hay nói cách khác là mình giống như người ngồi ở trên con lưng con, đứng ở trên núi mà vẫn tiếp tục đi tìm núi vậy đó. Đứng ở trên núi rồi mà vẫn không biết, vẫn đi tìm núi. Ngồi trên lưng trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Có đôi lúc con mắt mình vẫn đeo cái mắt kiến đó mà chạy đi vòng vòng kiếm cái kiến. Đó không? Rồi tới hồi giật mình, trong người đeo sâu chìa khóa mà chạy nguyên ngày để kiếm sâu chìa khóa. Tới hồi lại, ủa, nó ở đây mà nó không nói gì hết. Nếu mà nó nói với mình là mình thành Phật mất rồi. Thôi, Pháp Hòa xin dừng ở đây, đại chúng ha. Kính thưa đại chúng, có thể nói buổi sinh hoạt sáng nay là buổi sinh hoạt cuối cùng. Tại vì sáng ngày mai sẽ có khoảng 100 vị rời đây, và Pháp Hòa sẽ không có dịp để thăm lại đại chúng cũng như chia sẻ. Một lần nữa, Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa, thời gian, quý vị về đây để tu tập. Mặc dù tu viện cố gắng hết sức để lo lắng cho quý vị trong mọi mặt, nhưng mà chắc chắn còn rất 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 nhiều những cái sơ sót mà không lo được chu toàn cho đại chúng. Thì có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và xin thưa, khi quý vị đến đây, quý vị đã đến bằng một cái tâm rất là hớn hở, vui vẻ, đầy những năng lượng tích cực. Thì nếu về đây tệ lắm, nghĩa là đến mức tệ lắm á, không có gì để mang về, thì cũng y như hành lý như vậy mà về. Chớ đừng mở hành lý ra nhét thêm một mớ rác, như vậy nó uổng dữ lắm. Tệ lắm không có gì để lượm về. Tệ lắm không có gì để lượm về thì thôi đi sao về vậy. Hiểu ý không? Chứ đừng có đi như vậy mà về khác thì nó kỳ dữ lắm. Nó uổng. Thứ nhất, mình phụ lòng người thân của mình, hy sinh ở nhà, lo việc nhà cho mình 10 ngày để mình đi. Hỏi đi đâu đó? Đi tu. Mà đi về nhăn nhó, không có tu gì hết, uổng lắm. Mình sẽ phụ lòng các vị. Thứ hai, mình tự phụ chính mình. Mình phụ bao nhiêu cái công của mình bỏ ra, vừa công vừa của nữa, mười mấy ngày ở đây, rồi bao nhiêu sóng gió mình vượt được hết. Không lẽ mình đành lòng bỏ trong vali mình mấy cái rác của mấy bà nằm kế bên sao? Ai xả rác, chùa clean up. Rác của người mình đừng bỏ đem về. Còn nếu mà là rác của mình thì mình để lại cũng không sao. Nhưng Pháp Hòa chỉ mong một điều thôi, đại chúng đi về tệ lắm là đi sao về vậy. Còn giỏi nữa đó, đi như vậy mà về trong túi đầy châu báu ngọc ngà. Thì nếu được như vậy thì cho dù Pháp Hòa hay các vị trong ban chăm sóc có cực khổ, có lao nhọc cũng rất vui vẻ. Tại vì cái tâm nguyện của mình muốn làm an lạc cho đại chúng, mà đại chúng đã thật sự có một phần chút nào an lạc khi trở về thì mình đã an ủi lắm rồi. Chứ còn nếu quý vị về mà quý vị mang thêm một mớ phiền não nữa thì tự nhiên mình nói như vậy, mình đã có một cái lỗi gom về đây để sống trong một cục phiền não bự. Thì không phải mục đích của mình.
Đây không phải là mục đích của mình ha, cho nên đại chúng nhớ như vậy. Khi mình đi, mình hoàn toàn mang đầy một cái tâm niệm hân hoan, hớn hở, vui vẻ rất nhiều, thì đi về đừng để cho cái tụt mút. Thế kêu là tụt mút. Đi thì lên quá trời luôn, tới hồi về sủi lơ cắn cuốc rồi uổng. Cảm ơn đại chúng. Rồi xin đại chúng hồi hướng. Ổng ra tới rồi. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.